MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Hồn U Linh tập 155. Tiêu Phàm đánh bại Thanh Minh, trong lòng không nổi lên một điểm gợn sóng, đối thủ của hắn đã sớm không phải Thanh Minh, mà là thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật. Thanh Minh cũng là dưới sự chỉ điểm của hắn, mới miễn cưỡng bước vào thập đại thiên tài liệt kê, như thế nào có thể là Tiêu Phàm đối thủ đâu. Vũ Văn Tiên, Liễu Cuồng Sinh ra sân, áo bào đen lão giả lần nữa nhìn về phía dưới trận đảo. Hô hô! Vừa dứt lời, hai thân ảnh chợt xuất hiện ở trên lôi đài, Vũ Văn Tiên một bộ bạch bào trắng hơn tuyết, siêu phàm xuất trần, không nhiễm một tia khói lửa. Đối diện Liễu Cuồng Sinh nhưng là hoàn toàn tương phản, trên người hắn đao mang bắn ra bốn phía, lấy hắn làm trung tâm, tỏa ra vô tận đao khí, trong mắt càng là thoáng qua ý chí chiến đấu dày đặc. Vũ Văn Huynh, đắc tội! Liễu Cuồng Sinh phun ra một câu nói, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường đao màu vàng óng, trường đao hướng thiên, từng đạo thất luyện lấy hắn làm trung tâm bắn ra bốn phía mở ra. Đầy trời đao mang tất cả đều tập trung vào Vũ Văn Tiên, giống như vạn ong về tổ đồng dạng, cuồng phách sức mạnh liên tràng phía dưới tất cả mọi người cảm thụ có chút hãi hùng khiếp vía. Không hổ là thập đại thiên tài, bực này khí thế, thật là đáng sợ. Có người âm thầm lên tiếng kinh hô, bọn hắn muốn thấy được Vũ Văn Tiên như thế nào đối mặt Liễu Cuồng Sinh công kích. Nhưng mà, ra tất cả mọi người dự liệu là, Vũ Văn Tiên căn bản vốn không vì mà thay đổi, tựa như cái kia đầy trời đao mang nhằm vào không phải hắn đồng dạng. Mắt thấy vô cùng vô tận đao mang tới gần lúc, tất cả mọi người đều cho Vũ Văn Tiên bóp một cái mồ hôi lạnh, Liễu Cuồng Sinh dù sao cũng là thập đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ 6 cường giả, như thế nào có thể như thế khinh thị. Sự thật chứng minh, đám người vẫn là đánh giá quá thấp Vũ Văn Tiên thực lực. Coi như rất nhiều người cho là Vũ Văn Tiên đem bị đao mang kia chém giết lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, Vũ Văn Tiên cước bộ hướng phía trước đạp mạnh, quanh thân ước vạn điểm sáng hiện lên, giống như vô số ngôi sao chập chờn, lấy hắn làm trung tâm, hư không đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Càng quỷ dị hơn chính là, cái kia vô số đao mang, vậy mà đứng tại hư không, cũng lại khó mà tới gần mảy may, dường như thời không dừng lại đồng dạng. Khoảng cách Vũ Văn Tiên gần nhất đao mang, chỉ kém một tấc không đến liền có thể xé nát xiêm y của hắn, đủ để có thể thấy được Vũ Văn Tiên lực khống chế đáng sợ. Giết! Liễu Cuồng Sinh ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân thần lực lăn lộn, trường đao bộc phát vô lượng kim quang, tại hắn sau lưng, càng là xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng đao mang. Oanh một tiếng vang dội, Liễu Cuồng Sinh trường đao nổ chạm xuống, một đường thế như trẻ tre, tựa như muốn đem phiến thiên địa này đều xé nát đồng dạng. Đao mang đánh đâu thắng đó, uy thế nhất thời có 102, rất nhiều người cũng không khỏi hít một hơi lạnh, uy thế cỡ này, cho dù cổ thần cảnh trung kỳ cũng bất quá như thế đi. Đang lúc mọi người muốn thấy được Vũ Văn Tiên như thế nào ngăn cản một kích này lúc, nhưng là nhìn thấy Vũ Văn Tiên đột nhiên nâng tay phải lên, tại hắn tay trong lòng bàn tay, hiện lên từng đạo huyền diệu tia sáng. Chẳng lẽ hắn nghĩ tay không đón lấy một đao này? Đừng nói Vũ Văn Tiên chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, liền xem như cổ thần cảnh hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể làm đến a. Liễu Cuồng Sinh thần sắc cứng lại, trong lòng phẫn nộ lúc, Vũ Văn Tiên cử động, nhất định chính là sự vũ nhục đối với hắn. Mặc dù đang vô thần trên đỉnh, Liễu Cuồng Sinh cùng Vũ Văn Tiên đồng minh, nhưng cũng không đại biểu hắn Liễu Cuồng Sinh tại Vũ Văn Tiên trước mặt thấp hơn âm thanh hạ khí, hắn cũng đồng dạng không có khả năng từ bỏ cơ hội lên cấp. Cùng là thập đại thiên tài, hắn chưa bao giờ cho là mình so Vũ Văn Tiên kém, nếu là thua với Vũ Văn Tiên, hắn nhưng là vô duyên với top 6. Nghĩ tới đây, Liễu Cuồng Sinh cơ hồ dùng hết toàn lực, đao khí càng thêm hừng hực mấy phần. Nhưng mà, Vũ Văn Tiên thần sắc bất động, vẫn như cú chậm rãi nâng lên tay phải của hắn, chụp vào đao kia sông, quanh người hắn, hiện lên đầy trời quang vũ, giống như thần linh hạ phàm. Bang! Một tiếng nhọn vang dội, làm cho tất cả mọi người hít một hơi lạnh chính là, Vũ Văn Tiên tay phải qua, đao kia sông nhao nhao vỡ nát, tựa như hào nhoáng bên ngoài. Làm sao lại? Liễu Cuồng Sinh trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Vũ Văn Tiên. Răng rắc, không chờ hắn phản ứng, Vũ Văn Tiên tay phải đã giữ lại trường đao trong tay của hắn, tay phải bỗng tỏa ra hào quang sáng chói, hóa thành một cái móng vuốt hung hăng bóp. Răng rắc một tiếng, Liễu Cuồng Sinh trường đao trong tay, vậy mà xuất hiện vô số rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Phốc, Liễu Cuồng Sinh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đến cực điểm,
nhìn về phía Vu Văn Tiên ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây là thần thông gì, thật không ngờ bá đạo, liền cao giai thần binh đều không chịu nổi hắn một chảo chi lực. Đám người lên tiếng kinh hô, trên mặt kinh hãi vẻ kinh hãi. Bọn hắn biết Vu Văn Tiên rất mạnh, nhưng cái này cũng mạnh thật là đáng sợ, Liễu Cuồng Sinh cùng hắn hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ. Ta liền nói, Tiêu Phàm không bằng Vu Văn Tiên, liền Liễu Cuồng Sinh đều như vậy dễ dàng đánh bại, Tiêu Phàm như thế nào sánh được hắn đâu. Quá mạnh mẽ, không hổ là cửu phủ 13 tông trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, đoán trường thiên vũ thần sơn tuyệt thế thiên mới cũng bất quá như thế đi. Đáng tiếc Liễu Cuồng Sinh, vậy mà gặp được Vu Văn Tiên, bằng không, hắn tiến giai 6 vị trí đầu hy vọng rất lớn. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy đối với Vu Văn Tiên kính sợ, cái gì Tiêu Phàm, cũng là bị bọn hắn biếm không đáng một đồng. Bất quá, rất nhiều người nhưng là nhìn chằm chặp Vu Văn Tiên tay phải, tựa như nhìn ra cái gì. Tinh thần tay, chẳng lẽ hắn thực sự là trong truyền thuyết cái kia thể chất? Long Phi Vũ híp híp hai mắt, trong lòng 10 phần không bình tĩnh, hắn phát hiện mình quá coi thường Vu Văn Tiên. Tinh thần tay, đây chính là trong truyền thuyết loại thể chất kia mới có thể thức tỉnh tiên thiên thần thông A, nếu như Vu Văn Tiên thật có như thế thể chất, hắn Long Phi Vũ cũng chưa hẳn là Vu Văn Tiên đối thủ. Quả nhiên là tinh thần tay, Tiêu Phàm chỗ, Quân Như Hoan hít sâu một cái nói, trong thần sắc thoáng qua nồng nặc vẻ kiêng dè. Vừa rồi đó là tinh thần tay, Thanh Minh cũng lộ ra vẻ không thể tin, thật lâu không thể bình tĩnh. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, bất quá trong mắt cũng thoáng qua một vòng ngưng trọng, trầm ngâm nói, xem ra, Vu Văn Tiên phía trước cùng ta giao thủ, vẫn luôn không có thi triển toàn lực A, có ý tứ. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận Vu Văn Tiên cường đại, thân là đệ nhất thiên tài hắn, thực lực chính xác đáng sợ. Tiểu tử, ngươi gặp gỡ đối thủ, chớ để cho hành hạ quá thảm. Trắng ma âm thanh lười biếng tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, bắt được cơ hội, hắn tự nhiên là không chút lưu tình đả kích Tiêu Phàm. Ngươi bại, Vu Văn Tiên lạnh lùng vô tình, ánh mắt vô tình hay cố ý chuyển hướng bên ngoài sân Tiêu Phàm hòa Long Phi Vũ bọn hắn, trong mắt xiết sạch lấp lóe. Hắn chiêu này, không chỉ là muốn đánh bại Liễu Cuồng Sinh, cũng đồng dạng là tại hướng Tiêu Phàm hòa Long Phi Vũ bọn hắn thị uy. Ta thua rồi, không, ta không có bại. Liễu Cuồng Sinh toàn thân run lên, tựa như không muốn tiếp nhận sự thật này đồng dạng, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo giết sạch. Chết! Hắn đột nhiên buông tay ra bên trong trường đao, lấy tay hóa đao, thẳng đến Vu Văn Tiên mi tâm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đây là ngươi tự tìm chết. Vu Văn Tiên lạnh rên một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay phải của hắn đột nhiên lượn vòng, chế trụ Liễu Cuồng Sinh trường đao, dùng sức bóp, xương cốt bể tan tành âm thanh vang lên. A tương đương, Liễu Cuồng Sinh kêu thảm một tiếng, trong mắt tinh hồng chi sắc chậm rãi thối lui, con người run rẩy kịch liệt lấy. Nhưng mà, Vu Văn Tiên lần này lại không có tính toán bỏ qua cho hắn, cái kia tỏa ra tia sáng bàn tay, đột nhiên giữ lại Liễu Cuồng Sinh cổ. Thủ hạ lưu tình, một đạo tiếng hét lớn vang lên. Nguyên bản ngươi có thể không cần chết, Vu Văn Tiên căn bản không có để ý tới thanh âm kia, ngược lại lạnh lùng phun ra một câu nói. Lập tức tay phải nhất chuyển. Liễu Cuồng Sinh đầu đột nhiên nghiêng một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi, một cái hô hấp không đến, liền cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Chết, đám người thấy thế không khỏi hít một hơi lạnh, Liễu Cuồng Sinh không phải Vu Văn Tiên đồng minh sao, như thế nào bị Vu Văn Tiên giết chết? Toàn trường tu sĩ hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người đều lộ ra rung động, kinh ngạc nhìn chằm chằm lôi đài số 1. Đây chính là thập đại thiên tài một trong Liễu Cuồng Sinh A. Cư nhiên bị Vu Văn Tiên dễ dàng như thế liền chém giết. Cùng là thập đại thiên tài, chênh lệch này cũng quá lớn à. Mọi người cảm giác có chút ngạt thở, cho dù thế hệ trước tu sĩ đều mí mắt cuồng loạn, Vu Văn Tiên thực lực, triệt để chấn nhiếp đến rồi tất cả mọi người. Vu Văn Tiên, thật không phải là vậy cường thế à, khóa này thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu, bá đạo môn nhưng là thảm rồi, Liễu Cuồng Sinh vừa chết, đoán chừng muốn tiến vào trước người cũng không thể. Ai nói không phải thì sao? Người chết là sẽ không tiến vào hạng, muốn trách cũng chỉ có thể trách Liễu Cuồng Sinh chính mình, hắn quá tự cho là đúng, Vu Văn Tiên nguyên bản không muốn giết hắn, là hắn trước tiên động sát tâm. Ta nhớ được bá đao môn cùng thiên đô phủ cũng là quy thuộc thiên vũ thần sơn lục gia, Vu Văn Tiên vì sao muốn giết Liễu Cuồng Sinh đâu. Thật lâu, đám người mới hồi phục tinh thần lại, hiện trường cũng triệt để sôi trào, chẳng ai ngờ rằng, Vu Văn Tiên vậy mà công nhiên giết Liễu Cuồng Sinh. Rất nhiều người càng là nghĩ không hiểu. Thiên đô phủ cùng bá đao môn vốn là đồng minh,
vì sao muốn tự giết lẫn nhau đâu. Chẳng lẽ là Vũ Văn Tiên muốn hướng thế nhân chứng minh thực lực của hắn sao? Đây có lẽ là một cái khả năng, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu, mặc cho mọi người suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không hiểu. Vũ Văn Tiên, ngươi dám giết ta Bá Đao môn thiếu chủ. Bá Đao cửa một vị trưởng lão lên cơn giận dữ nhìn xem Vũ Văn Tiên, thiếu chút nữa thì nhìn không được ra tay. Hắn muốn giết ta giết hắn có cái gì không được. Vũ Văn Tiên nhàn nhạt đáp lại, liên Bá Đao môn trưởng lão cũng không có chỗ cố kỵ. Ngươi, Bá Đao môn trưởng lão nhe răng trợn mắt, thế nhưng là lại không thể làm gì, bây giờ thế nhưng là đang tiến hành thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu, hắn không dám tự tiện ra tay. Ta vì sao muốn giết hắn, trong lòng ngươi hẳn là tin tưởng. Vũ Văn Tiên lạnh lùng quét Bá Đao môn trưởng lão một mắt, lách mình liền hướng lấy dưới đài bay đi, một cái thiên đô phủ trưởng lão tiếp ứng hắn, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Bá Đao môn trưởng lão mí mắt hơi hơi nhảy một cái, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói chẳng lẽ bị phát hiện. Này trận đấu, Vũ Văn Tiên thắng, áo bào đen lão giả thở sâu, hắn cũng có chút xem không hiểu Vũ Văn Tiên ý tứ, trận tiếp theo, Vũ Văn Hầu đối chiến Quý Xuyên. Chốc lát, Liễu Cuồng Sinh thi thể bị Bá Đao môn trưởng lão mang đi, sau một lát, Vũ Văn Hầu cùng Quý Xuyên xuất hiện ở lôi đài số một phía trên, Quý Xuyên nhìn xem Liễu Cuồng Sinh thi thể bị khiêng xuống đi, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn cùng với Liễu Cuồng Sinh một dạng, mỗi lần cũng là không chút do dự đứng tại Thiên Đô Phủ một phương, dù là phía trước Vũ Văn Tiên từ bỏ bọn hắn cũng không có lời oán giận. Nhưng bây giờ, Vũ Văn Tiên vậy mà giết Liễu Cuồng Sinh, cái kia cái tiếp theo có phải hay không sẽ đến phiên mình đâu. Quý Xuyên, thập đại thiên tài bảng, ngươi xếp hạng đệ cửu, ta xếp hạng đệ thất, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vũ Văn Hầu thanh âm bá đạo đem Quý Xuyên suy nghĩ kéo lại. Quý Xuyên khẽ nhíu mày một cái đầu, ngưng thanh đạo thiên đô phủ có Vũ Văn Tiên tấn cấp đã đủ, ngươi tấn không tấn cấp cũng không có quá nhiều ý nghĩa a. Quý Xuyên mà nói chính xác không sai, mỗi một cái thế lực, vô luận ngươi có bao nhiêu người tiến vào vòng thứ ba, cuối cùng đều chỉ sẽ dựa theo cao nhất thứ tự tới xếp hạng. Vũ Văn Hầu tuy mạnh, nhưng căn bản không có khả năng là Vũ Văn Tiên đối thủ, bình thường tới nói, hắn tấn cấp cũng không đáng kể. Đương nhiên, Quý Xuyên trong lời nói còn có một cái khác trọng ý tưởng nhớ, đó chính là chúng ta vốn là đồng minh, ngươi Vũ Văn Hầu không cần thiết cùng ta sát sinh giết chết. Như thế xem ra, ngươi là muốn ở trước mặt ta chứng minh chính ngươi rồi. Vũ Văn Hầu thần sắc lạnh lùng, tay phải đột nhiên xuất hiện một con ngọc bút, tại hư không cua múa. Đầy trời thần văn lưu chuyển, bỗng nhiên phô thiên cái địa hướng về Quý Xuyên bao phủ tới, hư không nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng Quý Xuyên lại cảm nhận được một cỗ chèn ép khí tức. Hư không chi thuật, Quý Xuyên híp híp hai mắt, thân hình nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt thối lui ra khỏi thần văn vây quanh, xuất hiện ở Vũ Văn Hầu đỉnh đầu. Ầm ầm, cuồn cuộn từ Quý Xuyên trên thân bộc phát ra, bao phủ toàn bộ lôi đài, chốc lát thời điểm, vùng hư không này liền biến thành biển lửa. Cổ hỏa, đám người thấy thế, mãnh kinh, bất khả tư nghị nhìn xem Quý Xuyên. Quý Xuyên chỉ là thập đại thiên tài xếp hạng đệ cửu mà thôi, có thể đám người không nghĩ tới. Hắn vậy mà có một loại cổ hỏa, cái này ẩn núp thật đúng là không phải bình thường sâu. Vũ Văn Hầu sắc mặt hơi đổi một chút, dư tận nhìn xem Quý Xuyên đạo, ngươi dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu thực lực. Ngươi không phải cũng là sao? Quý Xuyên thần sắc lạnh lùng, phía trước hai vòng tranh tài, hắn vẫn không có thi triển cổ hỏa chi lực, chính là đang chờ một vòng này tranh tài, đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Tất nhiên Vũ Văn Hầu không nể mặt hắn, Quý Xuyên nơi nào còn có thể đem hắn để ở trong mắt. Đồng minh là đồng minh, nhưng tông môn lợi ích cũng không thể không để ý. Phốc phốc phốc, những thần văn kia bị cổ hỏa nung khô, tất cả đều bạo tán mở ra, ngập trời hỏa diễm càng là hóa thành vô số hỏa diễm mãnh thú nhào về phía Vũ Văn Hầu, chỉ có hậu phương lưu lại một con đường lùi. Vũ Văn Hầu sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe lên nồng nặc không cam lòng, mũi chân điểm một cái, cơ thể tựa như tia chớp, dọc theo đầu kia đường lui bay ra, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại bên ngoài lôi đài. Vũ Văn Hầu vậy mà bại, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết, Vũ Văn Hầu xếp hạng còn tại Quý Xuyên phía trước a. Đa tạ, Quý Xuyên cười nhạt một tiếng, trận này thắng được, nhưng là đại biểu sau lưng hắn Lửa Hải Tông bước vào top 6, có thể nói sáng tạo ra Lửa Hải Tông lịch sử ghi chép. Hừ, Vũ Văn Hầu lạnh rên một tiếng, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, trong lòng lạnh lẽo đạo, nếu như không phải gãy một cánh tay, ta sao lại để cho ngươi thắng được, đều do cái kia Tiêu Phàm. Ta nhất định phải giết hắn.
Tiêu Phàm nhưng là không biết, Vũ Văn Hầu lại đem hắn cho hận lên. Chốc lát, áo bào đen lão giả tuyên bố Quý Xuyên thắng được, trận thứ tư tranh tài, thi hoàng tử đối chiến Nguyệt Ngưng tiên tử. Ngươi đi xuống đi, ta không muốn thương tổn nữ nhân. Thi hoàng tử lạnh lùng phun ra một câu nói, lời nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Hắn thân là thập đại thiên tài đệ tam, mà Nguyệt Ngưng tiên tử nhưng là thập đại thiên tài đệ ngũ, dựa theo xếp hạng tới nói, hai người chênh lệch cũng không lớn. Nhưng mà thi hoàng tử tự tin, nhưng là nhường đám người kinh ngạc không thôi. Nguyệt Ngưng tiên tử đôi mắt đẹp lấp lóe, cắn môi một cái, lắc lắc đầu nói, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ta cũng không phải là không có cơ hội thắng lợi. Ngươi không có, thi hoàng tử nhàn nhạt phun ra ba chữ, lập tức trên thân tỏa ra khí thế đáng sợ, quanh thân càng là hắc khí lăn lộn, hắn một quyền nổ tung mà ra. Nguyệt Ngưng tiên tử không nghĩ tới thi hoàng tử vậy mà thế công hung mãnh như vậy, một kiếm nghênh đón tiếp lấy, nhưng mà, thi hoàng tử tốc độ quá nhanh, chớp mắt cũng đã đi tới phụ cận. Bang! Cái kia bá đạo quyền cương vậy mà trực tiếp nện ở Nguyệt Ngưng tiên tử trên trường kiếm, Nguyệt Ngưng tiên tử chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo bay ra, thời gian một hơi thở liền bay ra lôi đài, đập xuống mặt đất. Bại trong chớp mắt, làm sao có thể, Nguyệt Ngưng tiên tử trong mắt đều là vẻ khó tin, nàng không nghĩ tới thi hoàng tử như thế cường hãn. Không nói là hắn, đám người cũng không nghĩ đến thi hoàng tử cường hãn như vậy, chỉ có Tiêu Phàm tin tưởng. Thi hoàng tử bây giờ đã có thể thi triển toàn bộ thực lực, Nguyệt Ngưng tiên tử tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Ta nói, ta không muốn thương tổn ngươi. Thi hoàng tử thản nhiên nói, mũi chân điểm một cái, hướng về trên khán đài bay đi. Này trận đấu, thi hoàng tử thắng. Áo bào đen lão giả nhìn qua thi hoàng tử bóng lưng, trở nên thất thần, hắn phát hiện, đám người này một cái so một cái biến thái. Trận thứ năm tranh tài, nhưng là Long Phi Vũ hòa Long Ngữ Yên, hai người cùng là Long Đằng phủ người. Mà lại là thân huynh muội, căn bản cũng không có ý nghĩa của chiến đấu. Cuối cùng, trận thứ 5 tranh tài lấy Long Ngữ Yên chủ động chịu thua mà kết thúc, tăng thêm luân không lên cấp kiếm tử, top 6 danh sách ra lò, đó chính là Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên, Quý Xuyên, Thi Hoàng Tử, Long Phi Vũ, kiếm tử. 6 vị trí đầu tên người đơn, mọi người đã sớm đoán được một chút, nhưng vẫn như cũ có ít người khiến người ngoài ý, một là nhận được đệ nhất Tiêu Phàm, hai là đánh bại Vũ Văn Hầu nhận được thứ 3 Quý Xuyên. Đến nỗi Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ, thì hoàng tử cùng kiếm tử 4 người, lại sớm tại mọi người trong dự liệu. Top 6, Ta U Vân Phủ vậy mà tiến vào 6 vị trí đầu. Dưới đài Thanh Thương hai tay nắm đấm, khó mà ức chế kích động trong lòng. Đây nếu là đổi trước kia, bọn hắn liên tưởng cũng không dám nghĩ, top 6 A, cái này đã đầy đủ gây nên Thiên Vũ Thần Sơn coi trọng. Đến lúc đó Thiên Vũ Thần Sơn một lần nữa phân phối tài nguyên. U Vân Phủ tất nhiên sẽ so dĩ vãng lấy được nhiều hơn rất nhiều, tiếp qua 10 năm, U Vân Phủ cũng tuyệt đối sẽ không cùng mọi khi đồng dạng hạng chót. Chỉ là suy nghĩ một chút, Thanh Thương trong lòng thật hưng phấn vô cùng. Tương phản, Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi, khóa này thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu, bọn hắn có thể nói thất bại thảm hại. Huyền Bạch Y chết về sau, bọn hắn dứt khoát cùng Vũ Văn Tiên đứng tại một phương, đến mức cuối cùng liền một cái tư cách lệnh đều không nhận được. Không chỉ như vậy, hiện tại bọn hắn đại trưởng lão Huyền Diệp cũng không biết tung tích, Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ nghiễm nhiên đã mất đi người lãnh đạo, bọn hắn có chút không biết làm sao. Ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm lại có thể làm đến bước này a, U Vân Phủ lần này thực sự là tuyệt địa phản kích. Ai nói không phải thì sao, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Phàm có vẻ như vẫn luôn là cường thế cướp đoạt tên thứ nhất, chỉ là tất cả mọi người đều cho là hắn chỉ là vận khí mà thôi. Rửa mắt mà đợi a. Tiêu Phàm chính xác mạnh, nhưng cũng không thể là Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên đối thủ, cho dù thi hoàng tử cùng kiếm tử đều đủ hắn uống một bầu. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành có chút bất đồng rồi. Một canh giờ sau, Lục Kinh Long lần nữa tuyên bố ba hạng đầu tranh đoạt bắt đầu, Lục Kinh Long hơi hơi khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu lập lòe hàn quang. Tiêu Phàm tiềm lực nhường hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, hơn nữa còn lại nhiều lần đắc tội hắn. Hắn là không có khả năng nhường Tiêu Phàm còn sống. Ba hạng đầu tranh đoạt thi đấu trận đầu, Tiêu Phàm quyết đấu kiếm tử. Áo bào đen lão giả hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm cùng kiếm tử hai người ứng thanh lên đài, xuất hiện ở lôi đài số một phía trên, hai người xa xa tương đối, cũng không có lập tức ra tay. Đa tạ Tiêu huynh lần trước xuất thủ cứu giúp, ân này kiếm mỗ ghi ở trong lòng, bất quá, trận chiến này, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Kiếm tử hướng về phía Tiêu Phàm ôm quyền nói.
Đồng thời, trên người của hắn chiến ý lặng yên dâng lên, vô cùng vô tận kiếm khí lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra, trường kiếm trong tay của hắn cũng bắt đầu hét giận dữ. Tiêu Phàm gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn xem kiếm tử, đạo, nghe đồn cửu phủ 13 tông kiếm đạo lấy kiếm huynh là nhất, Tiêu Mỗ cũng đúng lúc lĩnh giáo một phen. Xòe bàn tay ra, Tu La kiếm chợt xuất hiện ở trong tay, nhìn đi lên bình thản không có gì lạ, nhưng toàn thân hiện lên máu tím sắc, yêu dị vô cùng, lộ ra một cỗ lang lệ chi khí. Chỉ một thoáng, kiếm khí đầy trời từ Tiêu Phàm trên thân bộc phát ra, cùng phía trước kiếm tử kiếm khí đụng vào nhau. Bang bang! Từng đợt va chạm kịch liệt âm thanh vang lên, liền tựa như ngàn vạn thần kiếm đồng thời va chạm, giống như ngọc châu rơi xuống bàn, thanh thúy êm tai. Xa xa nhìn lại, hai đạo màn kiếm tải hư không va chạm kịch liệt, đem cả phiến thiên địa đều cắt đứt ra, một bên vì máu tím sắc, một bên là màu trắng. Còn chưa chân chính động thủ, uy lực liền như thế kinh khủng, hai người này thực sự là đáng sợ. Đám người kinh hô không thôi, nhìn về phía xa xa chiến đấu cũng là không rõ kinh hãi. Cái này thật chỉ là thiên thần cảnh chiến đấu sao? Lại có thế hệ trước tu sĩ mở miệng nói, bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn đột phá cổ thần cảnh nhiều năm, nhưng chiến lực cũng bất quá như thế, thậm chí còn có chút không bằng, cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh đâu. Cũng liền tại lúc này, trên lôi đài hai thân ảnh cuối cùng động, giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng đụng vào nhau, dù là cổ thần cảnh trung kỳ đều chỉ có thể nhìn đến hai đạo cái bóng. Nhanh, không giống bình thường nhanh. Kiếm tu vốn là cùng giai trong tu sĩ tồn tại cường hoành, kiếm tử cùng Tiêu Phàm hai người đồng dạng tu kiếm, thực lực phách tuyệt một phương, cùng giai chưa có người địch. Đám người chỉ cảm thấy khí thế kinh người, có chút hoa mắt, lôi đài số một phía trên khắp nơi đều là kiếm ảnh. Sau một lát, hư không kiếm khí đầy trời nổ tung, sau đó hai thân ảnh bay ngược mà ra, hướng về trên lôi đài rơi đi, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm bại, hắn thối lui đến bên bờ lôi đài mới đứng vững thân hình. Kiếm tử lại vẻn vẹn lui ra phía sau không đến thập bộ, hai người lập tức phân cao thấp. Luận kiếm đạo, cửu phủ 13 tông, kiếm tử chính là đệ nhất, Tiêu Phàm cùng kiếm tử so kiếm, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Ta nói qua, hắn chẳng qua là vận khí tốt bá đạo, gặp gỡ cao thủ chân chính, hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Đám người kinh ngạc nhìn lôi đài số một trên kiếm tử, khi ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên thân lúc, nhưng là lộ ra vẻ khinh bỉ, rất nhiều người âm thầm lắc đầu. Không đúng, các ngươi nhìn kiếm tử cánh tay, đột nhiên, có mắt sắc tu sĩ cả kinh kêu lên. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là nhìn thấy kiếm tử cầm kiếm cánh tay phải, vậy mà tại chảy xuôi tiên huyết dọc theo trong lòng bàn tay lưu lại, sau đó nhỏ xuống tại trên trường kiếm. Làm sao có thể, kiếm tử bị thương, đám người lộ ra không thể tin được chi sắc. Kiếm tử thế nhưng là thập đại thiên tài đệ tứ A, cùng giai kiếm đạo vô địch. Cùng Tiêu Phàm so kiếm như thế nào có thể thụ thương đâu. Nhưng mà sự thật chính là như thế, kiếm tử mặc dù thương không trọng, nhưng thật sự bị thương, so với Tiêu Phàm lui về phía sau càng xa tới nói, có vẻ như càng nghiêm trọng hơn. Kiếm huynh kiếm đạo quả nhiên bất phàm, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lần nữa đi lên trước, chiến ý lần nữa kéo lên. Tiến vào thái cổ thần giới đến nay, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên gặp gỡ chân chính cùng cảnh giới cao thủ, kiếm tử đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Kiếm tử thần sắc ngưng lại, trên mặt chánh choáng tiêu tán không ít, hắn sau đó lấy ra một cái hồ lô rượu, lại đi trong miệng rót mấy ngụm, thần sắc lại lần nữa trở nên mê ly lên. Tiêu Phàm cũng không cho rằng kiếm tử chỉ là đang uống rượu, bởi vì hắn cảm nhận được kiếm tử trên người kiếm khí càng ngày càng lăng lệ, so sánh mới vừa rồi còn muốn cường thịnh mấy phần. Tiêu huynh, kế tiếp cũng nên cẩn thận, kiếm tử trên mặt hiện lên một nụ cười, cả người tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm. Lộ ra một cỗ lăng thiên chi thế, muốn chém thiên phá địa. Thật là mạnh kiếm khí, đám người kêu lên sợ hãi, kinh ngạc nhìn kiếm tử, đồng thời, những cái kia tay cầm bảo kiếm tu sĩ chỉ cảm thấy kiếm trong tay vậy mà run lẩy bẩy. Chẳng lẽ là trời sinh kiếm cốt, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi cùng kiếm tử giao phong, hắn cũng coi như là rõ ràng nhận thức được kiếm tử thực lực, kiếm đạo cho dù hắn cũng hơi có không bằng. Nếu như không phải của hắn tốc độ đầy đủ nhanh, căn bản không có khả năng áp chế kiếm tử. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, kiếm tử lại là trời sinh kiếm cốt. Trời sinh kiếm cốt, chính là một loại kỳ lạ thể chất, trời sinh chính là kiếm đạo tuyệt thế thiên mới, trên kiếm đạo nắm giữ độc nhất vô nhị thiên phú. Khó trách kiếm tử kiếm đạo đáng sợ như thế, thậm chí còn lấy kiếm tử làm tên,
Nắm giữ trời sinh kiếm cốt chính hắn, chính xác xứng đáng cái tên này. Tiêu huynh, nhìn kỹ. Kiếm tử mỉm cười, chậm rãi giơ trường kiếm lên vung chạm mà ra. Kiếm thác nước. Theo kiếm tử một tiếng quát nhẹ, trên không trung, đột nhiên xuất hiện một đầu kiếm hà, đó là một đầu hoàn toàn do kiếm khí ngưng kết mà thành kiếm khí chi hà. Dù là cách nhau rất xa, Tiêu Phàm cái kia cũng có thể càng cảm nhận được cái kia vô tận kiếm khí sắc bén, hơn nữa, theo kiếm khí tới gần, vẻ này lăng lệ càng ngày càng đáng sợ. Hảo một chiêu kiếm thác nước, đúng như thác nước đồng dạng phi lưu thẳng xuống dưới, càng hướng xuống, khí thế càng mạnh. Tiêu Phàm có gan tán thưởng, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Bất quá, hắn chẳng những không có chạy trốn, ngược lại xách ngược lấy tu la kiếm đạp không dựng lên, xông thẳng kiếm kia xông mà đi. Trên không trung, truyền đến một hồi sắt thép va chạm âm thanh, nóng bỏng đốm lửa bắn tứ tung, giống như tinh quang lấp lóe, hư không chấn động kịch liệt không thôi. Cái kia chút xuống kiếm hà, triệt để đem Tiêu Phàm bao phủ, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh tại kiếm hà bên trong xuyên thẳng qua, giống như đi ngược dòng nước con cá. Bây giờ, Tiêu Phàm chân đạp kiếm bước, tại kiếm hà bên trong xuyên thẳng qua, mặc cho kiếm khí kia như thế nào đông đúc, lại không đụng tới Tiêu Phàm thân ảnh mảy may. Hắn tự thân cũng giống như hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, thế như trẻ tre, không gì không phá. Đáng sợ, trong đám người ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh vang lên, cuối cùng hóa thành hai chữ thổ lộ ra. Bực này kiếm đạo cường giả, bọn hắn còn là lần đầu tiên kiến thức, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Kiếm tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kiếm kia trong sông thành thạo điêu luyện Tiêu Phàm, trong lòng cũng hơi kinh hãi, chỉ có hắn tin tưởng kiếm kia sông đáng sợ đến cỡ nào. Không nói cùng giai tu sĩ, cho dù cổ thần cảnh cường giả cũng không dám ngạnh kháng, có thể Tiêu Phàm lại bình yên vô sự, không thể không nói, kiếm tử qua nhiều năm như vậy, còn không có gặp gỡ mạnh như vậy đối thủ. Nhất là kiếm của đối phương đạo cũng không yếu với mình, cái này khiến hắn chiến ý không ngừng kéo lên đứng lên. Thật lâu, Tiêu Phàm cuối cùng chọc thủng kiếm hà gò bó, hóa thành một tia chớp thẳng hướng kiếm tử. Ngươi cũng ăn ta một kiếm, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, tu la kiếm rung động. Đầy trời kiếm khí màu đỏ ngòm hiện lên. Cùng kiếm tử kiếm hà so sánh, Tiêu Phàm kiếm khí không có bất kỳ cái gì quy luật, điên cuồng rảo sát lấy bốn phía, ở nơi này một kiếm phía dưới, cho dù dùng trận pháp bảo vệ lôi đài, cũng xuất hiện từng đạo sâu đậm vết cắt. Vết cắt giống như từng chui cỡ nhỏ trường kiếm, vô cùng sắc bén, liếc nhìn lại, liền ánh mắt đều muốn bị xuyên thủng, đáng sợ đến cực điểm. Nghịch loạn chi kiếm, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Kiếm tử con mắt khẽ run lên, bất quá cũng không e ngại, trường kiếm trong tay không ngừng vung ra, lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên một hồi kiếm bão táp, đem cái kia đầy trời nghịch loạn kiếm khí tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Hắn mỗi ra một kiếm, khí thế đều cường đại hơn mấy phần, phiêu giật tiêu sái, căn bản vốn không giống như là tại kịch chiến, mà giống như là múa kiếm. Đối với mọi người vây xem tới nói, như vậy cũng tốt giống không phải một trận chiến đấu, mà là tại thưởng thức một hồi vũ đạo. Cùng kiếm tử phiêu giật so sánh, Tiêu Phàm xuất kiếm nhưng là quả quyết sát phạt, mỗi một kích góc độ đều hết sức xảo trá, không chê vào đâu được, càng giống là một loại thủ đoạn giết người. Kiếm phong, kiếm tử quát nhẹ thanh âm vang lên, thoại âm rơi xuống lúc, hư không quỷ khóc sói tru âm thanh vang lên, tiếng ô ô nổi giận kêu, vô tận nghịch loạn kiếm khí toàn bộ bắn bay. Ha ha, thống khoái, kiếm tử thét dài, một trận chiến này, hắn chiến niềm vui tràn trề, hoàn toàn không cần giữ lại. Ngay sau đó, kiếm khí của hắn đột nhiên trở nên hung mãnh lên, không còn loại kia phiêu giật cảm giác, lại cho người ta một loại đáng sợ sát phạt khí tức. Mọi người mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, tựa như trước mặt bọn hắn cũng không phải một người, mà là một thanh nghịch thiên sát phạt chi kiếm. Sinh tử thế giới, Tiêu Phàm không dám khinh thường kiếm tử, tu la kiếm một kiếm chém ra, sinh tử thế giới lập tức xuất hiện ở hư không. Đạt đến cảnh giới bây giờ, sinh tử thế giới sức mạnh tự nhiên xa bay chiến thần cảnh có thể so sánh, cái kia bàng bạc sinh tử chi lực hóa thành từng chuôi sinh tử chi kiếm, rảo sát lấy hư không. Kinh khủng vang dội từ hư không truyền ra, lôi đài số một run lẩy bẩy, tựa như tùy thời có thể vỡ nát mở. Ong ong! Lúc này, từng đạo lưu quang thoáng hiện, chung quanh lôi đài dự bị trận pháp lần nữa khởi động, bảo vệ lôi đài an toàn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cái này lôi đài biết bao cứng rắn. Cho dù cổ thần cảnh trung kỳ cũng không khả năng nhường lôi đài tự động mở ra trận pháp A. Tiêu Phàm thật sự có thực lực, đám người thở sâu, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cuối cùng có chút bất đồng rồi. Vũ Văn Tiên,
Long Phi Vũ cùng Thi Hoàng tử mấy cái, con mắt nhìn chằm chằm không chung, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Thi Hoàng huynh, ngươi nói một trận chiến này, ai sẽ thắng? Long Phi Vũ híp hai mắt nhìn chằm chằm lôi đài đảo. Không biết, Thi Hoàng tử lắc đầu, bất quá lập tức lại bổ sung một câu, bất quá ta cảm thấy, Tiêu Phàm phần thắng lớn hơn một điểm. À, Long Phi Vũ hơi hơi ngoài ý muốn. Một bên Vũ Văn Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ngươi đừng quên, cho đến bây giờ, hắn đều chỉ thi triển kiếm đạo thủ đoạn. Thi Hoàng tử ngưng thanh đạo. Long Phi Vũ nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rút, đúng vậy a, Tiêu Phàm cho đến bây giờ cũng chỉ là thi triển kiếm đạo thủ đoạn, có thể Tiêu Phàm cường đại nhất cũng không phải kiếm đạo thủ đoạn a. Nếu như Tiêu Phàm thi triển thủ đoạn khác mà nói, kiếm tử có thể ngăn cản được sao? Bất quá, những người khác cũng không cho rằng như vậy, Thiên Lang Tông sở tại, tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương. Thiếu chủ chắc chắn có thể thắng, mặc thanh sắc váy lụa con cá cắn cặp môi thơm đảo, nàng tay ngọc nắm chặt, tựa như cùng Tiêu Phàm chiến đấu là chính nàng đồng dạng. Con cá, ngươi cứ yên tâm đi, đây cũng không phải là kiếm tử thủ đoạn mạnh nhất. Thiên Lang Tông một vị trưởng lão ý vị thâm trường cười nói. Phải không, con cá vừa mừng vừa sợ. Ha ha, Tiêu huynh, kiếm đạo của ngươi, quả nhiên lợi hại, bất quá, nếu như ngươi vẫn như cũ chỉ dùng kiếm mà nói, vậy ngươi thua. Đột nhiên, phía trên võ đài, truyền đến kiếm tử cười to thanh âm. Cái kia chưa hẳn, Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, hắn biết, kiếm tử muốn thi triển tuyệt sát thủ đoạn. Cái kia Tiêu huynh thử xem ta đây nhất kích, ngươi nếu có thể kế tiếp, vậy ta liền thua. Kiếm tử cũng không cho rằng Tiêu Phàm chỉ là cuồng vọng, có lẽ hắn cũng có chính mình cường đại thủ đoạn. Phù quang lược ảnh. Kiếm tử hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên hét giận dữ không thôi, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện đầy trời kiếm khí màu trắng, bây giờ mặc dù vẫn là ban ngày, nhưng lại đâm vào rất nhiều người không mở mắt ra được. Con mắt của ta, trong đám người phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết, kiếm khí đâm vào ánh mắt của bọn hắn đau nhức, không ít người càng là chảy ra tiên huyết. Một sát na này, cơ hồ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại. Không có mấy người dám nhìn thẳng trên lôi đài. Chỉ có những cái kia cổ thần cảnh trưởng lão vẫn như cũ không ngại, bọn hắn tất cả đều kinh hãi nhìn chằm chằm trên lôi đài. Thật nhanh kiếm, có thế hệ trước cổ thần cảnh cường giả kinh ngạc nói. Một kiếm này, kỳ thực đâu chỉ nhanh, bạch quang kia, chính là kiếm khí cùng không khí ma sát phát ra tia sáng, có thể tưởng tượng được một kiếm này tốc độ. Hơn nữa, cái này còn không phải là một kiếm này địa phương đáng sợ nhất là, kiếm khí này lít nha lít nhít, giống như vạn tên cùng bắn đồng dạng, che khuất bầu trời. Đối phương liền con mắt đều không mở ra được, lại há có thể ngăn cản một kiếm này. Tiêu Phàm trong đôi mắt lập lòe một đạo ánh sáng khác thường, bạch quang mặc dù chói mắt, nhưng còn không làm gì được hắn. Chỉ là, một kiếm này tốc độ cùng uy lực, quá mức kinh người, vậy mà so táng kiếm ánh sáng tốc độ nhanh hơn. Phải biết, táng kiếm ánh sáng thế nhưng là ngay cả ánh sáng mang đều có thể táng đó a. Kiếm tử một kiếm này nhanh hơn, tốc độ kia, đoán chừng liền cổ thần cảnh hậu kỳ cũng không bằng. Một kiếm này mặc dù đáng sợ, nhưng Tiêu Phàm cũng không e ngại, ngược lại đứng ở đó không nhúc nhích. Tiêu Phàm đoán chừng liền con mắt đều không mở ra được, hắn thua. Thế hệ trước tu sĩ mở miệng, âm thầm thở dài một hơi. Tiêu Phàm thực lực quả thật không tệ, nhưng tại dưới một kiếm này, vẫn như cũ khó thoát bại một lần. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, mắt thấy cái kia ngàn vạn kiếm khí sắp quanh sát Tiêu Phàm lúc, hắn đột nhiên động, hắn giơ tay lên bên trong tu la kiếm nhẹ nhàng vung lên. Chôn vùi. Đồng thời, Tiêu Phàm trong miệng thốt ra hai chữ, ngay sau đó, một đạo ánh kiếm màu xám từ tu la kiếm bên trên nở rộ, nghịch tập mà lên. Chỉ bằng một kiếm này, cũng nghĩ ngạnh kháng kiếm tử công kích. Thực sự là nực cười, những cái kia cổ thần cảnh cường giả lắc đầu, cho rằng Tiêu Phàm chắc chắn phải chết. Không đúng, các ngươi nhìn. Nhưng mà lúc này, hắc bào lão giả kia trọng tài đột nhiên kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn trên lôi đài. Những cái kia cổ thần cảnh cường giả cũng tất cả đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng. Chỉ thấy cái kia bình thản ánh kiếm màu xám, tại chạm đến ánh kiếm màu trắng kia thời điểm, bạch sắc kiếm quang vậy mà đột nhiên ảm đạm xuống, tựa như hư không tiêu thất một cái giống như. Nhìn qua hết sức bình thường kiếm khí màu xám. Lại đem cái kia ngàn vạn bạch sắc kiếm quang cắn nuốt mất rồi. Đây là cái gì kiếm pháp? Đám người kinh hãi không thôi, hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi,
Ánh kiếm màu xám kia càng lúc càng lớn, hiện lên hình cung mãnh liệt mà ra, phàm là tại ánh kiếm màu xám trong phạm vi kiếm khí màu trắng, tất cả đều tiêu tan hầu như không còn. Mà Tiêu Phàm, nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí đã thu hồi tu la kiếm, trường bào màu đen trong gió phiêu đáng, tựa như đã không có xuất thủ dục vọng. Sinh tử thế giới trung cực dung hợp, sinh ra yên diệt chi lực thật không ngờ cường đại. Tiêu Phàm cũng bị đã biết một kiếm uy lực cho khiếp sợ đến. Hắn một kiếm này, cũng không chỉ là kiếm đạo uy lực, hơn nữa còn sáp nhập vào sinh tử chi lực, Tiêu Phàm nhất trắng ra tới nay cũng không có sử dụng như thế nào qua, cũng liền phía trước thi triển qua một lần. Chỉ là hắn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong sau đó, uy lực một kiếm này có vẻ như lại mạnh mẽ rất nhiều. Tiêu Phàm tâm tình rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn cách đó không xa kiếm tử. Kiếm tử sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm thật không ngờ dễ dàng liền ngăn cản chính mình mạnh nhất một kiếm, phải biết, một kiếm này hắn nhưng là chém giết qua cổ thần trung kỳ cường giả a. Tiêu Phàm lại có thể từ nơi này bên dưới một kiếm sống sót, thậm chí phá giải, há chẳng phải là nói rõ Tiêu Phàm so bình thường cổ thần cảnh trung kỳ còn muốn đáng sợ. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, đám người đang đợi kiếm tử tiếp tục ra tay. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, kiếm tử nhưng là thu hồi trường kiếm, hướng về phía Tiêu Phàm ôm quyền nói ta thua rồi. Bại. Kiếm tử thừa nhận mình thất bại. Rất nhiều người còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng này sao nhiều người đều là giống nhau biểu lộ, chứng minh bọn hắn không có nghe lầm. Kiếm tử chính xác thừa nhận mình bại, nhưng bọn hắn không hiểu là, kiếm tử cũng không có thất bại à. Thậm chí, ngoại trừ phía trước bị Tiêu Phàm kiếm khí cắt vỡ cổ tay bên ngoài, trên thân căn bản không có bất kỳ vết thương nào, hắn như thế nào có thể thất bại đâu. Thiếu chủ bại, Thiên Lan Tông tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem phía trên võ đài kiếm tử, tất cả đều trợn tròn mắt. Đại trưởng lão, ngươi không phải nói, mới vừa rồi còn không phải kiếm tử toàn bộ thực lực sao? Con cá có chút không cam lòng nói, ở trong mắt nàng, kiếm tử chính là mạnh nhất. Vừa rồi cho dù không phải kiếm tử toàn bộ thực lực, nhưng là không sai biệt lắm. Bên cạnh một lão già lắc đầu, trong lòng của hắn lại bổ sung một câu, kiếm tử hoàn toàn có thể đánh cược một lần a, vì sao muốn thừa nhận thất bại đâu. Lão già đối với kiếm tử thực lực nhiều ít vẫn là có chút hiểu, một chiêu kia mới vừa rồi đúng là kiếm tử át chủ bài một trong, nhưng tuyệt đối không phải vương bài sau cùng. Có thể kiếm tử lại không chút do dự thừa nhận thất bại, chẳng lẽ là hắn sợ hãi? Nhưng mà, lão già từ kiếm tử trên thân không nhìn thấy bất luận cái gì sợ biểu lộ, ít nhất không phải là lý do này. Không chỉ hắn nghĩ không hiểu, những người khác cũng tất cả đều nghĩ không hiểu, vì cái gì kiếm tử sẽ chủ động chịu thua. Đa tạ, Tiêu Phàm chắp tay một cái, nhìn thật sâu kiếm tử một mắt, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tiêu Phàm cười hảo gian ác, nhất định là hắn thi triển rào quyệt thủ đoạn, nhưng kiếm tử chủ động chịu thua. Chính là, kiếm tử cường đại dường nào, hiện tại cũng còn không có liều mạng, ta cảm giác kiếm tử có cái gì nhược điểm bị Tiêu Phàm nắm trong tay. Tiêu Phàm quá không cần thể diện, vậy mà dựa vào loại này thủ đoạn âm hiểm tấn cấp 3 hạng đầu, nếu như không phải kiếm tử chịu thua, hắn chắc chắn chỉ có thể dừng bước tại top 6. Đám người nhao nhao vì kiếm tử cảm thấy đáng tiếc cùng phẫn nộ, cho rằng Tiêu Phàm thắng mà không võ, nếu như chiến đấu tiếp tục nữa, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng thắng qua kiếm tử. Tiêu Phàm lại không có để ý tới đám người lời nói, lặng yên không tiếng động rơi vào U Vân phủ tu sĩ địa điểm chỗ. Chúc mừng công tử, Trọc Thiên Hồng mấy người từ trong thâm tâm chúc mừng, bọn hắn cũng mặc kệ Tiêu Phàm dùng cái gì thủ đoạn thắng kiếm tử, ngược lại thắng chính là Tiêu Phàm thực lực. Chúc mừng Tiêu huynh, Thanh Minh mấy người lập tức tiến lên đón, thần tình kích động không hiểu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành có chút bất đồng rồi. Hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, U Vân Phủ vậy mà cũng có trở thành cửa phủ 13 tông trước 3 thế lực thời điểm, đây hết thảy cũng là Tiêu Phàm cho U Vân Phủ mang tới. Xem như U Vân Phủ thiếu phủ chủ, Thanh Minh nội tâm là từ trong thâm tâm cảm tạ Tiêu Phàm. Hắn còn nhớ rõ Tiêu Phàm trước đây nói qua, hắn muốn vì U Vân Phủ ở trên thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu bên trên thu được trước 3 thứ tự, bây giờ, Tiêu Phàm xem như sớm hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo khuynh hướng như thế, Tiêu Phàm bước chân, không chỉ có riêng dừng bước tại trước 3, thậm chí có thể xung kích đệ nhất. Đệ nhất A, chỉ là suy nghĩ một chút, liền không rõ hưng phấn cùng kích động. Một bên Thanh Thương cũng là vô cùng kích động, bất quá hắn không có đụng lên tới, đem không gian giao cho Tiêu Phàm hòa Thanh Minh bọn hắn những người tuổi trẻ này. Tiêu Phàm lại lắc đầu, cười nói tất nhiên đánh sâu vào trước 3,
Vậy thì cố gắng xung kích một chút để nhất a. Thanh Minh bọn người ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm thật không ngờ có dã tâm. Mà Điên Lang và Trọc Thiên Hồng bọn hắn, nhưng là tuyệt không hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, tựa như tên thứ nhất đã sớm là Tiêu Phàm vật trong bàn tay giống như. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng chung quanh không ít người đều nghe nhất thanh nhị sở, có một chút người nhưng là khinh thường nở nụ cười. Liền trước ba cũng là kiếm tử để cho, còn nghĩ xung kích đệ nhất, thực sự là lời nói vớ vẩn. Có tu sĩ khinh thường nói. Điên Lang và Trọc Thiên Hồng bọn hắn trợn mắt mà là, Tiêu Phàm nhưng là cười không nói, ngồi tại vị trí trước bắt đầu khôi phục thần lực. Mà lúc này, trận thứ hai tranh tài cũng đã bắt đầu, ánh mắt của mọi người tất cả đều lần nữa tụ tập tại lôi đài số một phía trên. Vũ Văn Tiên Hòa Long Phi Vũ chiến đấu, thật đúng là chờ mong a. Thanh Minh cũng từ trong thâm tâm nói chuyện một hơi. Vũ Văn Tiên chính là thập đại thiên tài đứng đầu, mà Long Phi Vũ nhưng là thập đại thiên tài đệ nhị, hai người giao phong, tự nhiên có thủ chú mục. Chỉ là một hồi tranh tài, trong con mắt của mọi người, hẳn là giới này thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu một cuộc tranh tài cuối cùng, nhưng bởi vì Tiêu Phàm xuất hiện, trận đấu này sinh trước thời hạn. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Trọc Thiên Hồng hiếu kỳ nói. Vũ Văn Tiên phần thắng hẳn là sẽ lớn một chút, Quân Như Hoan híp hai mắt, hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm hơi hơi bất ngờ nhìn xem trên lôi đài Vũ Văn Tiên, hắn biết rõ Quân Như vui mừng làm người, Quân Như Hoan nói như vậy, khẳng định có hắn lý do. Chẳng lẽ Vũ Văn Tiên còn cất giấu cái gì lực lượng không thành? Có thể coi là Vũ Văn Tiên cất giấu sức mạnh, Long Phi Vũ thực lực cũng không yếu a. Hơn nữa, Long Phi Vũ còn chiếm được tổ tiên bọn họ truyền thừa, mấy ngày nay thời gian thực lực cho dù không có bay vọt về chất, nhưng là hẳn là tăng lên không thiếu. Đúng là một hồi mong đợi tranh tài. Cho dù Vũ Văn Tiên phần thắng thật sự lớn hơn một chút, nhưng Long Phi Vũ thăm dò ra ranh giới cuối cùng của hắn, hẳn là cũng đã đủ rồi. Tiêu Phàm tâm bên trong thầm nghĩ, ánh mắt nhưng là chưa bao giờ rời đi lôi đài số 1. Bắt đầu, Trọc Thiên Hồng ngưng thanh kêu lên, những người khác cũng tất cả đều nín thở ngưng thần, chỉ sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất chiến đấu. Lôi đài số 1 phía trên, Vũ Văn Tiên quanh thân ánh sao lấp lánh, ngàn vạn tinh quang ngưng kết thành một mảnh cỡ nhỏ vũ trụ. Hắn đặt mình vào trong đó, giống như vũ trụ chúa tể. Trường bào màu trắng phồng lên, giống như tuyệt thế thần minh, vạn pháp bất xâm thân, cái kia ức vạn tinh thần điểm sáng đều vây quanh hắn xoay tròn. Một bên khác, Long Phi Vũ tóc bạc lay động, đồng dạng bạch bào trắng hơn tuyết, so với Vũ Văn Tiên siêu phàm tuyệt thế, Long Phi Vũ lại lộ ra một cỗ sắc bén cùng bá đạo chi khí. Quỷ dị nhất chính là, hắn chỗ ở hư không, vậy mà đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mọi người đều bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Một trận chiến này, chờ đợi rất lâu, rốt cuộc đã đến. Vũ Văn Tiên trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, chiến ý không ngừng kéo lên. Nên tới, cuối cùng sẽ tới. Long Phi Vũ nhàn nhạt gật gật đầu. Thoại âm rơi xuống, Long Phi Vũ bỗng động, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Vũ Văn Tiên sau lưng, một quyền nổ tung mà ra. Tốc độ kia, đơn giản giống như thuấn di, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Gia quyền càng là tấn mãnh như buôn lôi, uy thế như lưu tinh rơi xuống đất, hư không đều run lẩy bẩy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Vũ Văn Tiên cơ thể bị một quyền kia xuyên thủng, trực tiếp bạo tán ra. Chết! Đám người tất cả đều trợn tròn mắt, Vũ Văn Tiên chính là thập đại thiên tài đứng đầu, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Tàn ảnh, có người kinh hô, nhưng là nhìn thấy, tại nơi ức vạn tinh thần bên trong, đột nhiên lại toát ra một đạo bạch bào thân ảnh, ngoại trừ Vũ Văn Tiên còn có thể là ai. Cho dù thế hệ trước tu sĩ cũng không có thấy rõ, Vũ Văn Tiên là như thế nào trốn qua một quyền kia. Long Phi Vũ ánh mắt bình tĩnh, đây hết thảy cũng may đã sớm tại hắn trong dự liệu, nếu như Vũ Văn Tiên dễ dàng như vậy có thể giết chết, vậy cũng không thể đứng hàng thập đại thiên tài đứng đầu. Nghe đồn ngươi là hư không thể, quả nhiên không giả. Dịch truyền tức thời trong hư không chi thuật vậy mà đã vận dụng như thế xuất thần nhập hóa. Vũ Văn Tiên cười nhạt nhìn xem Long Phi Vũ, trong mắt cũng không có bất luận cái gì e ngại. Đột nhiên, hắn lại lời nói xoay chuyển, đạo, bất quá, tại ta tinh thần trong lĩnh vực, hết thảy đều là phí công, ở đây, ta mới là chúa tể. Vũ Văn Tiên lời nói mười phần bá đạo, nhưng lại tràn đầy tự tin, ở ngoài thân thể hắn, không ngừng hiện lên điểm sáng, hướng về bốn phía khuếch tán. Tựa như cái kia phiến lĩnh vực cũng tại tăng lớn. Phải không? Long Phi Vũ thần sắc bình tĩnh như trước như thường, xòe bàn tay ra, một cây trường thương rơi vào trong tay hắn. Chỉ một thoáng,
Long Phi Vũ quanh thân khí thế phát sinh biến hóa, tựa như trong nháy mắt đã biến thành một đời tuyệt thế thương thần, muốn một thương đâm thủng bầu trời. Thoại âm rơi xuống, Long Phi Vũ lần nữa giết ra, thân ảnh của hắn tại hư không nhanh chóng biến hóa, tựa như vô số Long Phi Vũ thẳng hướng Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên nhanh chóng né tránh, bất quá người ở bên ngoài xem ra, hắn cũng may một người đang đùa bỡn đồng dạng. Trên khán đài, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn chằm chằm Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên. Long Phi Vũ lại là hư không thể, ẩn núp thật đúng là sâu a. Thanh Minh yên lặng, hắn phát hiện, mình cùng Long Phi Vũ sự chênh lệch giữa bọn họ, thật đúng là không phải lớn một cách bình thường. Phía trước chúng ta đều chỉ nghe nói hắn dùng kiếm, không nghĩ tới vũ khí của hắn là thương. Thanh Thương cũng hơi hơi cảm khái, hắn phát hiện, chính mình vẫn là xem thường thế hệ trẻ tuổi. Chỉ là hư không thể sao? Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Chẳng lẽ không phải hư không thể? Thanh Minh nghe được Tiêu Phàm mà nói, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Là hư không thể, nhưng không chỉ là thông thường hư không thể. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại lắc đầu. Trong mắt của hắn bây giờ đã biến thành huyết hồng sắc, trong mắt hắn, Long Phi Vũ quanh thân còn hiện lên một tôn kim sắc hư ảnh, tản mát ra một cỗ huyền diệu năng lượng ba động, chỉ là người bình thường căn bản không nhìn thấy mà thôi. Vũ Văn Tiên hòa Long Phi Vũ tốc độ xuất thủ cực nhanh, mười mấy thời gian hô hấp, liền đã không thua mấy chục hơn trăm hiệp. Đám người chỉ có thể nghe được một chút kịch liệt kim thạch giao kích thanh âm, căn bản bắt giữ không đến hai người cái bóng. Không hổ là thập đại thiên tài đệ nhất và đệ nhị, tầng thứ này chiến đấu, căn bản không phải ta nhóm có thể hiểu được, so Tiêu Phàm cùng kiếm tử đối chiến đều phải đặc sắc rất nhiều. Đám người cảm khái không thôi. Không thể không nói, Tiêu Phàm cùng kiếm tử chiến đấu, chỉ là kiếm đạo quyết đấu, mà Vũ Văn Tiên hòa Long Phi Vũ, nhưng là thủ đoạn thần thông đối quyết, cho người ta càng thêm cảm giác rung động. Thiên Lang Tông khán đài chỗ, kiếm tử nhàn nhạt nhìn xem trận này giao phong, thần sắc cũng không có bất luận cái gì chập trùng. Thiếu chủ, ngươi tại sao muốn chịu thua, lấy thực lực của ngươi, coi như gặp gỡ Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên, cũng có thể chiến thắng a. Con cá vẫn như cũ có chút không cam lòng nói. Kiếm tử chịu thua, nhưng là bỏ lỡ ba hạng đầu, tối đa cũng chỉ có thể có đến tên thứ tư mà thôi. Những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn đã sớm muốn biết, chỉ là không dám mở miệng hỏi thăm kiếm tử. Kiếm tử nhìn mấy người một mắt, đạo các ngươi nói không sai, nếu luận mối về kiếm đạo, ta có lẽ có thể thắng Tiêu Phàm. Đúng vậy a, thiếu chủ mới là vô địch, mặt khác vội vàng không chút do dự vuốt đuôi nịnh bợ. Nhưng mà, kiếm tử lại lắc đầu, lại nói, ta nói chỉ là kiếm đạo, có thể Tiêu Phàm thủ đoạn mạnh nhất, cũng không phải kiếm đạo của hắn, mà là khác. Làm sao có thể, Thiên Lang Tông tu sĩ không thể tin được đạo. Có thể sự thật chính là như thế, kiếm tử không muốn làm giải thích thêm, bất quá hắn rất rõ ràng Tiêu Phàm thực lực, ban đầu ở không bụi trong cung, hắn nhưng là tự mình được chứng kiến Tiêu Phàm thực lực. Trên kiếm đạo, hắn có thể đủ tự tin áp chế Tiêu Phàm, nhưng cái khác thủ đoạn đâu, kiếm tử biết mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch. Nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì khí thỏa, bây giờ không bằng Tiêu Phàm, cũng không đại biểu hắn vĩnh viễn không bằng Tiêu Phàm, chỉ là kiếm của hắn còn chưa đủ lăng lệ cùng cường đại đá. Oanh! Cuồng bạo tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến, nhưng là Long Phi Vũ trường thương cùng Vũ Văn Tiên kiếm đụng vào nhau, toàn bộ lôi đài đều run lẩy bẩy, tựa như tùy thời muốn vỡ nát đồng dạng. Ngay sau đó, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở, Long Phi Vũ lùi lại 20 trượng xa, mà Vũ Văn Tiên lại vẻn vẹn lui về phía sau 5 trượng, giữa hai người chênh lệch trong nháy mắt thể hiện ra ngoài. Sắc mặt hai người đều có chút ửng hồng, mặc dù Vũ Văn Tiên thực lực miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không thể toàn diện áp chế Long Phi Vũ. Nếu như ngươi hư không thể, chỉ có tầng thứ như vậy, vậy cái này một trận chiến, ngươi bại. Vũ Văn Tiên nhàn nhạt lắc đầu, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không có chút nào hoài nghi Vũ Văn Tiên mà nói, ngược lại tốt giống đang trần thuật một sự thật đồng dạng. Cái này khiến Tiêu Phàm nhất trận im lặng, phía trước tiểu gia nói như vậy thời điểm, các ngươi cũng là cho là ta cuồng vọng, nhưng bây giờ, lại đem Vũ Văn Tiên mà nói trở thành kim khoa ngọc lạnh. Không thể không nói, ta vẫn luôn đánh giá quá thấp ngươi, có thể ngươi muốn thắng, cũng không phải đơn giản như vậy. Long Phi Vũ thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Mặc dù hơi thua một bậc, nhưng Long Phi Vũ vẫn như cũ tự tin vô cùng. Thoại âm rơi xuống, tại hắn quanh thân, đột nhiên hiện lên một đạo màu vàng ánh sáng, kim sắc quang mang chậm rãi hiện lên, vậy mà hóa thành một người khoác hoàng kim chiến bào thân ảnh mơ hồ, một cỗ khí thế không thể địch nổi từ trên người tản ra.
Tại Long Phi Vũ Thể Nội, càng là truyền ra từng đợt nổi giận kêu thanh âm, lại như long ngâm, kỳ huyết dịch cũng triệt để sôi trào đồng dạng, khí thế kinh người. Đây là, một chút thế hệ trước tu sĩ thấy thế, đột nhiên nhao nhao đứng lên, kinh hãi nhìn cái này Long Phi Vũ, tựa như phát hiện cái gì. Bọn hắn cho là Vũ Văn Tiên ẩn giấu thực lực, lại không nghĩ rằng Long Phi Vũ vậy mà cũng không có phát huy ra toàn lực, kế tiếp, hai người đều sẽ toàn lực ứng phó, cuộc chiến đấu này, hình như là càng ngày càng đặc sắc. Không chỉ là hư không thể, mà là hư không thần vương thể. Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng, trong nháy mắt xác nhận trong lòng phỏng đoán. Hư không thần vương thể. Đám người có người kinh hô mà ra, chờ đợi hai mắt nhìn xem Long Phi Vũ sau lưng màu hoàng kim hư ảnh, đều là vẻ khó tin. Hư không thể, chỉ là một loại tương đối thể chất đặc biệt mà thôi, mà hư không thần vương thể, thế nhưng là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất. Khỏi cần phải nói, chính là thần vương, hai chữ, cũng đã nói rõ hết thảy, hư không thần vương thể, có thể nói là trời sinh thần vương cường giả. Chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, sớm muộn sẽ đột phá đến thần vương cảnh giới. Hư không thần vương thể, Vũ Văn Tiên cũng khẽ nhíu mày một cái đầu, nhưng hắn cũng không có lộ ra bất kỳ sợ hãi nào chi sắc, ngược lại chiến ý càng ngày càng cường đại lên. Thậm chí, khóe miệng của hắn còn khơi gợi lên một vòng cười lạnh, tựa như là đối Long Phi Vũ khinh thường. Khinh thường. Đám người còn tưởng rằng ánh mắt của mình nhìn bỏ ra, chẳng lẽ Vũ Văn Tiên cũng còn có cái gì dựa dẫm không thành. Giết. Long Phi Vũ hét lớn một tiếng, âm thanh to, giống như một đầu man long đang thét gào, cực kỳ kinh khủng, hắn một thương quét ngang mà ra, liền hư không cũng hơi run rẩy, có chút không chịu nổi khí thế của hắn. Tinh thần màn trời. Vũ Văn Tiên thần sắc bình tĩnh, quanh thân ước vạn tinh quang lấp lóe, phất tay, một đạo màu đen lưu quang bắn ra mà ra, hóa thành một mảnh mênh mông màn trời, đem Vũ Văn Tiên bao phủ ở bên trong. Từ đằng xa nhìn lại, Vũ Văn Tiên dường như đưa thân vào một vùng vũ trụ khác đồng dạng, vạn pháp bất xâm. Long Phi Vũ thần sắc đạm nhiên, khí thế đánh đâu thắng đó, tại nơi màu đen màn trời xuất hiện một sát na kia, thân ảnh của hắn cũng đồng thời tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Vũ Văn Tiên bên cạnh, rõ ràng hắn lại thi triển thuấn di chi thuật. Vũ Văn Tiên mặc dù nắm giữ lấy tinh thần chi lực, có thể ngăn cách hư không, nhưng Long Phi Vũ vốn là hư không thần vương thể, ở trước mặt hắn, ngăn cách hư không cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Phi Vũ ra tay không chần chờ chút nào, cả người tựa như cùng trường thương hòa làm một thể, mang theo một cỗ phá thiên chi thế thẳng hướng Vũ Văn Tiên. Ầm ầm, hư không bạo động, đáng sợ lực trùng kích tạo thành từng đạo gợn sóng năng lượng hướng về bốn phía mãnh liệt, tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Lúc này, lôi đài lần nữa khởi động trận pháp bảo vệ, bất quá dù vậy, lôi đài cũng lung lay sắp đổ, tựa như không chịu nổi hai người lực phá hoại. Tầng thứ này công kích, quả nhiên không phải chúng ta có thể hiểu. Nguyên bản ta cho là Tiêu Phàm cùng kiếm tử một trận chiến tính là kinh thiên động địa, nhưng cùng bây giờ trận chiến đấu này so sánh, nhưng cái gì cũng không tính là, này giới thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu, tên thứ nhất vẫn là tại Vũ Văn Tiên Hỏa Long Phi Vũ trong hai người sinh ra. Đáng tiếc, hai người bọn họ gặp nhau quá sớm, bằng không mà nói, tên thứ nhất cùng tên thứ hai cũng là bọn họ. Đám người sợ hãi thán phục Vũ Văn Tiên Hỏa Long Phi Vũ chiến đấu, không kiềm hãm được lấy ra cùng vừa rồi Tiêu Phàm cùng kiếm chết chiến đấu so sánh. Không thể không nói, luận đặc sắc trình độ, Tiêu Phàm cùng kiếm chết kiếm đạo quyết đấu, tính là kinh diễm tuyệt luân, nhưng mà cùng bây giờ cuộc chiến đấu này, vẫn là kém xa tít tắp. Đây là một hồi số mệnh giao phong, thập đại thiên tài tên thứ nhất cùng hạng nhì va chạm, cũng đồng dạng đại biểu cho cửu phủ 13 tông tột cùng nhất giao phong. Giống. Một tiếng cuồng bạo tiếng giống giận dữ vang lên, nhưng là nhìn thấy Vũ Văn Tiên mặt lộ vẻ dữ tợn, gân xanh trên trán bạo khởi, hai mắt đỏ bừng như máu. Vũ Văn Tiên phải thua, đám người thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi đài không trung, Vũ Văn Tiên cơ thể không ngừng lùi lại, tại Long Phi Vũ vậy tuyệt thế một thương áp chế xuống, lực lượng của hắn hoàn toàn không chịu nổi. Đồng thời, quanh người hắn ước vạn tinh thần chập chờn, hóa thành vô số quang vũ hướng về hắn hội tụ mà tới, toàn bộ hư không đều bị chiếu màu sắc rực rỡ, lộng lẫy chói mắt. Dù vậy, Vũ Văn Tiên vẫn như cũ ngăn không được thế lui, tiếp tục như vậy, cũng liền hai ba cái hô hấp thời gian, Vũ Văn Tiên liền sẽ ra khỏi lôi đài. Mà lui ra lôi đài phạm vi kết quả chỉ có một loại, đó chính là thất bại. Vũ Văn Tiên tính là kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc, Long Phi Vũ che giấu thực lực, hắn hư không thần vương thể, đánh đầu thắng đó.
Đám người âm thầm lắc đầu, vì Vũ Văn Tiên thất bại mà cảm thấy đáng tiếc. Nếu như Long Phi Vũ không có hư không thần vương thể mà nói, Vũ Văn Tiên phần thắng nhưng là muốn lớn hơn nhiều. Nhưng ở thể chất đặc biệt trước mặt, cái kia tinh thần lực lượng, căn bản không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, cái này cũng là hắn ngăn không được Long Phi Vũ nguyên nhân một trong. Vũ Văn Tiên, thi triển toàn bộ thực lực của ngươi a, ngươi bây giờ trạng thái này, không có khả năng giành được ta. Long Phi Vũ thần sắc hờ hững nói, chiến ý càng ngày càng hừng hực đứng lên. Cái gì, chẳng lẽ Vũ Văn Tiên còn tại giữ lại thực lực? Đám người hít một hơi lạnh. Vũ Văn Tiên bây giờ bùng nổ thực lực, cũng không yếu tại cổ thần cảnh trung kỳ a, hắn nếu là còn giữ lại thực lực, chẳng phải là có thể so với bình thường cổ thần cảnh hậu kỳ. Trên khán đài, Tiêu Phàm cũng thần sắc ngưng lại, con mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Tiên, hắn biết Vũ Văn Tiên rất mạnh, vẫn luôn tại ẩn giấu lấy thực lực. Nhưng mà hắn cũng không biết, Vũ Văn Tiên danh giới cuối cùng cũng là bao nhiêu. Lấy Long Phi Vũ trạng thái bây giờ, hắn cũng không dám lời tất thắng, nếu là Vũ Văn Tiên so bây giờ Long Phi Vũ mạnh hơn lời nói, vậy hắn nếu là gặp gỡ Vũ Văn Tiên, đoán chừng cũng là một hồi chật vật trận công kiên. Long Phi Vũ, ngươi thật đúng là vượt qua dự liệu của ta, lại đem ta bước đến một bước này. Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi, tựa như 10 phần khó chịu Long Phi Vũ buộc hắn bại lộ át chủ bài đồng dạng. Nghe được lời của hắn, đám người biến sắc lại biến, Vũ Văn Tiên vậy mà thừa nhận mình còn bảo lưu lấy thực lực. Là ngươi một mực chính mình quá đề cao mình, thiên hạ này, có thể buộc ngươi thi triển ra toàn lực, thậm chí bại người của ngươi, cũng không tại số ít. Long Phi Vũ thần sắc lạnh lùng, vô hỉ vô bi. Có lẽ là có người như vậy, nhưng ít ra không phải ngươi. Vũ Văn Tiên nhếch miệng nở nụ cười, dưới chân hắn lăng không đạp mạnh, hư không đều rất giống bị hắn một cước dầm nát đồng dạng, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở. Gần như đồng thời, Vũ Văn Tiên vậy mà đình chỉ lui lại, quanh thân ước vạn tinh quang toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, vần quanh tại Vũ Văn Tiên quanh thân, tựa như những ánh sáng này, vốn là thuộc về chính hắn đồng dạng. Đã ngươi muốn kiến thức một chút tất cả của ta bộ thực lực, vậy liền để ngươi tốt nhất thể hội một chút a. Vũ Văn Tiên cười âm hiểm một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn lấy tay vung lên, tại hắn quanh thân, đột nhiên xuất hiện vô số tia sáng đem so với phía trước có chút khác biệt, trước đây chỉ là thuần túy điểm sáng, mà bây giờ, những điểm sáng kia lại giống như thực thể đồng dạng. Vô cùng vô tận mưa ánh sáng hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành từng khỏa màu sắc rực rỡ hình cầu, liền giống với từng khỏa rực rỡ chói mắt như sao trời. Những điểm sáng này, như thế nào tất cả đều cho ta một loại chân chính ngôi sao ảo giác. Có người ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, không khỏi vuốt vuốt hai mắt. Không phải là ảo giác, đó chính là chân chính tinh thần. Lại có người run rẩy mở miệng nói. Tinh thần. Đám người lộ ra trợn mắt hốc mồm chi sắc, nói đùa cái gì, trong thân thể làm sao sẽ xuất hiện tinh thần, đây quả thực là nói hưu nói vượn. Bất quá cũng có số ít người nghe vậy, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Một mặt bất khả tư nghị nhìn xem viên kia khỏa lớn mạnh hình cầu. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, có vẻ giống như là trong truyền thuyết tinh thần thiên thể. Trên khán đài, Thanh Minh kinh ngạc nhìn Vũ Văn Tiên đạo. Tinh thần thiên thể sao? Tiêu Phàm ngữ khí vô cùng ngưng trọng, hắn mặc dù không sợ trời không sợ đất, căn bản sẽ không e ngại Vũ Văn Tiên, nhưng mà nghe được tin tức này, trong lòng vẫn còn có chút bồn chồn. Lập tức nhếch miệng lên lướt qua một cái cười tà, ha ha. Sự tình thực sự là càng ngày càng thú vị. Toái không, coi như đám người kinh ngạc lúc, Vũ Văn Tiên đột nhiên một tiếng quát lớn, ngay sau đó lực lượng đáng sợ từ Vũ Văn Tiên trên thân bộc phát ra, hướng về bốn phía hư không nghiền ép mà đi. Oanh két, từng đạo kim loại bể tan tành âm thanh vang lên, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn phía xa một màn. Chỉ thấy hư không đột nhiên xuất hiện vô số rậm rạp chẳng chịt khe hở, hơn nữa đang điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán. Tựa như liền hư không đều không chịu nổi uy áp này đồng dạng. Phịch một tiếng vang dội, nhưng là nhìn thấy hư không tựa như một khối pha lê tinh thể đồng dạng, vậy mà trực tiếp nổ tung, đáng sợ hư vô loạn lưu bắn ra, quét sạch tứ phương. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều kinh. Thái cổ thần giới không gian bích lũy biết bao cứng rắn, đây chính là liền cổ thần cảnh đỉnh phong đều chưa hẳn có thể dễ dàng đánh vỡ a, bây giờ lại bị một cái thiên thần cảnh đỉnh phong bắn cho nát. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đám người tuyệt đối tưởng rằng Thiên Phương Dạ Đàm, thực lực này, cũng quá đáng sợ. Phá toái hư không thần thông, Long Phi Vũ cả kinh, sắc mặt trở nên khó coi, ngươi vậy mà thật là chín đại cổ thể một trong tinh thần thiên thể. Long Phi Vũ biết Vũ Văn Tiên một mực tại ẩn giấu thực lực,
cũng đoán được hắn có một loại hết sức đặc thù thể chất, nhưng hắn không nghĩ tới, Vũ Văn Tiên có lại là chín đại cổ thể một trong tinh thần thiên thể. Chín đại cổ thể, thế nhưng là danh xương vạn cổ đến nay mạnh nhất chín chủng thể chất một trong A, đi qua vô số năm tháng kiểm chứng, nắm giữ cái này chủng thể chất nhân, chỉ cần không chết yểu, tương lai tất nhiên sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh. Không nói Long Phi Vũ chấn kinh, tại chỗ mỗi người đều đồng dạng vô cùng kinh hái. Phóng nhãn nhân tộc 3000 vực, nắm giữ chín đại cổ thể nhân vật cũng là phượng mao lân giác một dạng tồn tại, nhưng này người như vậy vật, vậy mà liền đứng tại trước mắt mình. Ha ha, ta thiên võ vực chắc chắn quật khởi, chín đại cổ thể, tất nhiên quét ngang 3000 vực. Có thế hệ trước tu sĩ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, khó mà ức chế kích động trong lòng, ngửa mặt lên trời thở dài. Chín đại cổ thể, ta chỉ là ở trên sách thấy qua, không nghĩ tới Vũ Văn Tiên vậy mà nắm giữ bực này trong truyền thuyết thể chất, thiên đô phủ đây là muốn nghịch thiên sao. Lấy Vũ Văn Tiên thể chất cùng thiên phú, đợi một thời gian, phóng nhãn thiên vũ vực, lại có mấy người là hắn địch. Cho dù thiên vũ thần sơn tuyệt thế thiên mới cũng kém xa tít tắp à. Vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói thiên vũ thần sơn cũng có một bộ thần vương thể chất, đây chính là có thủ thiên vũ thần sơn vun trồng, tại tài nguyên bên trên, thiên đô phủ tự nhiên không phải thiên vũ thần sơn có thể so sánh. Đám người ngươi một lời ta một lời, tất cả đều chấn kinh tại Vũ Văn Tiên hiếm thấy cổ thể, trong lúc nhất thời khó mà bình tĩnh. Phải biết, nắm giữ thể chất đặc thù nhân, thế nhưng là có thể thức tỉnh thể chất đặc thù thần thông, liền giống với Long Phi Vũ, hắn thuấn di chi thuật, cũng là bởi vì hắn nắm giữ hư không thần vương thể nguyên nhân. Thuấn di thần thông, thế nhưng là nhường Long Phi Vũ tại đồng bậc tu sĩ bên trong, sớm đã đứng ở tiên thiên bất bại, đủ để có thể thấy được thể chất đặc thù thần thông cường hãn. Mà bây giờ, Vũ Văn Tiên lại nắm giữ càng thêm hiếm thấy cùng cường hãn tinh thần thiên thể, hắn nếu là nắm giữ đặc thù thần thông, chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Khó trách Vũ Văn Tiên quanh thân có vô số điểm sáng, tựa như ngàn vạn như sao trời, nguyên lai hắn có thể chất đặc thù lại là chín đại cổ thể một trong. Quân Nhược Hoan kinh ngạc nhìn xem Vũ Văn Tiên, rõ ràng cái này cũng vượt qua dự liệu của hắn. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn cũng biến thành âm trầm, hắn nhưng là rất rõ ràng, Vũ Văn gia tộc cùng Lục gia đi cũng không phải bình thường gần. Bây giờ Vũ Văn Tiên bại lộ tinh thần thiên thể, Lục gia đoán chừng sẽ càng thêm chiếu cố Vũ Văn gia tộc, đến lúc đó, hắn muốn báo thù, đối phó cái này hai đại gia tộc, nhưng là càng thêm phiền toái. Tinh thần thiên thể là chín đại cổ thể. Chín đại cổ thể lại có cái gì? Tiêu Phàm mặc dù đoán được Vũ Văn Tiên thể chất, thật không nghĩ đến hắn cái này chủng thể chất lại có lớn như vậy lai lịch. Tiêu Phàm hỏi lên như vậy, bên cạnh không ít người lộ ra vẻ khinh bỉ, tựa như tại nói, người ngay cả chín đại cổ thể cũng không biết, chẳng lẽ là một cái nhà quê sao? Công tử, chín đại cổ thể là thời kỳ viễn cổ xuất hiện chín loại tối cường thể chất, đây là vô số tiền bối tiên liệt đi qua bình chắc có được kết luận. Quân Nhược Hoan tỉ mỉ cho Tiêu Phàm giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, không cắt đứt Quân Nhược Hoan lời nói, trong lòng của hắn cũng càng thêm tò mò. Thời kỳ viễn cổ đến bây giờ, đoán chừng đã có chút năm tháng, có thể xưng tụng chín đại cổ thể, khẳng định có hắn bất phàm chỗ, bằng không cũng không khả năng xưng hô như vậy. Quân Nhược Hoan thở sâu, tiếp tục nói, kỳ thực, bây giờ chín đại cổ thể chỉ là một xưng hô mà thôi, nhân tộc 3000 vực, nắm giữ cái này chín chủng thể chất, cực kỳ thưa thớt. Bây giờ còn có ký càng ghi chép, ta cũng chỉ biết mấy loại, theo thứ tự là tinh thần thiên thể, cửu khiếu linh lung thể, chí tôn hoàng thể, đạo nguyên đế thể các loại, tinh thần thiên thể, tại chín đại cổ thể bên trong, cũng vẻn vẹn xếp hạng cuối cùng mà thôi. Tiêu Phàm nghe được 10 phần nhập thần, trong lòng kinh ngạc không hiểu, trong đầu nhưng là nhớ kỹ mấy cái tên này, về sau nếu là gặp gỡ nắm giữ chín đại cổ thể nhân, nhất định muốn chú ý cẩn thận. Ngươi biết chín đại cổ thể chỉ có 4 loại, Tiêu Phàm nhíu nhíu mày đảo. Quân Nhược Hoan khổ tâm nở nụ cười, gật đầu nói, viễn cổ đến nay, nắm giữ chín đại cổ thể nhân quá mức thưa thớt, hậu thế đối nó ghi chép cũng ít đi rất nhiều, chậm rãi thất truyền, ngược lại là ngôi sao này thiên thể, ngẫu nhiên hiển lộ thế gian, cho nên mới sẽ ghi lại kỹ càng một chút. Theo lý thuyết, tinh thần thiên thể chỉ là chín đại cổ thể bên trong yếu nhất rồi. Tiêu Phàm gật gật đầu, lơ đễnh nói. Cho dù là chín đại cổ thể bên trong yếu nhất, nhưng là tuyệt không phải khác thể chất đặc thù có thể so sánh. Quân Nhược Hoan nhắc nhở Tiêu Phàm đạo. Tiêu Phàm thế nhưng là có rất lớn cơ hội cùng Vũ Văn Tiên giao thủ, nếu như Tiêu Phàm khinh địch, muốn chiến thắng Vũ Văn Tiên cơ hồ là không thể nào. Ta biết, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn biết Quân Nhược Hoan ý tứ, hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không nhỏ dò xét đối thủ của mình, dù là đối phương chỉ là chiến thần cảnh.
Đối mặt nắm giữ tinh thần thiên thể Vũ Văn Tiên, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, nào dám có nửa điểm khinh thị. Tiêu huynh, ta cũng còn biết một loại chín đại cổ thể tên. Lúc này, Thanh Minh đột nhiên mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của mọi người đột nhiên tất cả đều rơi vào Thanh Minh trên thân, Thanh Minh cũng không có giữ lại chút nào đạo, ta từng tại một bản cổ tịch bên trên gặp qua, có một loại cổ thể, tên là không chết thần thể, nghe đồn nắm giữ cái này trùng thể chất nhân, muốn giết chết hắn đều khó khăn. Không chết thần thể. Đám người lại nhớ ký một cái tên, mặc dù cái này cùng bọn hắn khoảng cách rất xa xôi, nhưng là có thể coi như sau bữa ăn đề tài nói chuyện. Người nắm giữ hư không thần vương thể, đáng tiếc, ta đây quanh thân thế nhưng là vô tận tinh thần, người thuấn di thần thông thì có ích lợi gì. Phía trên võ đài, Vũ Văn Tiên thanh âm vang lên lần nữa, cuồng ngạo vô biên. Chỉ thấy quanh người hắn tinh thần quang cầu phát ra hào quang sáng chói, chung quanh hư không tất cả đều bị quả cầu ánh sáng kia giam cầm. Dù là Long Phi Vũ nắm giữ hư không thần vương thể, cũng không cách nào xuyên qua cái này giam cầm. Đánh đi! Long Phi Vũ không muốn lãng phí miệng lưỡi, nhìn thấy Vũ Văn Tiên thi triển ra toàn bộ thực lực, Long Phi Vũ tâm bên trong cũng có chút ngưng trọng. Hắn hư không thần vương thể chính xác rất mạnh, nhưng cùng Vũ Văn Tiên ở giữa vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bây giờ, hắn duy nhất có thể làm, chính là dùng thực lực của mình để chứng minh chính mình. Cho dù ngươi Vũ Văn Tiên nắm giữ chín đại cổ thể, thì tính sao? Thể chất đặc thù cũng không đại biểu hết thảy, mấu chốt vẫn quan tâm ngày hôm sau cố gắng. Nếu như thể chất liền có thể quyết định một người hết thảy tất cả, cái kia khác không có thể chất đặc thù nhân, chẳng phải là đã sớm không phải tồn tại ở trên thế gian. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi bài tâm phục khẩu phục. Vũ Văn Tiên lạnh rên một tiếng, quanh thân ước vạn tinh thần vặn vẹo, lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Oanh! Năng lượng cuồng bạo gợn sóng từ trên người hắn dạo dực mở ra, Long Phi Vũ cơ thể chợt bay ngược mà ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất quá Vũ Văn Tiên nhưng không có buông tha hắn Long Phi Vũ dự định, hắn thừa cơ truy kích, sát khí chầm chầm xông tới. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang không ngừng vang lên, Vũ Văn Tiên quanh thân nở rộ vô tận tinh thần, vùng không gian này đều ở đây khống chế của hắn chi tông. Long Phi Vũ mặc dù là hư không thần vương thể, cự ly ngắn bên trong có thể tùy ý xuyên thẳng qua, nhưng Vũ Văn Tiên lại vừa vặn khắc chế hắn đồng dạng. Vũ Văn Tiên mỗi lần đều có thể phán đoán chính xác ra Long Phi Vũ xuất hiện chỗ, kiếm quang lấp lóe, tứ ngược hư không. Long đằng phủ tu sĩ sắc mặt khó coi, tâm tình của bọn hắn trong nháy mắt rơi xuống thung lũng, nguyên bản bọn hắn cho là Long Phi Vũ thắng chắc, nhưng đến đầu tới nhưng là kết cục như vậy. Long Phi Vũ bại, có thế hệ trước tu sĩ mở miệng, trong giọng nói đều là vẻ tiếc hận. Nếu như Vũ Văn Tiên không phải tinh thần thiên thể, mà là ngoài ra chín đại cổ thể một trong, muốn chiến bại Vũ Văn Tiên, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà, sự thật chính là khéo như thế diệu, Long Phi Vũ có thể nắm trong tay một mảnh hư không, mà Vũ Văn Tiên lại nắm trong tay một phiến thiên địa, cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thực sự là đáng tiếc Long Phi Vũ, Tiêu Phàm bên cạnh, Quân Như Hoan cũng không nhịn được thở dài một hơi. Những người khác cũng thần sắc hờ hững. Bọn hắn cũng không hy vọng Vũ Văn Tiên thắng được, nhưng mà không như mong muốn, Long Phi Vũ muốn thắng, quá khó khăn. Trừ phi Long Phi Vũ có thể đột phá cổ thần cảnh, cái kia còn năng lực xoay chuyển tình thế. Nhưng nếu là đột phá cổ thần cảnh, vậy cái này cũng không gọi là thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu. Ngươi bại, Vũ Văn Tiên hét lớn một tiếng, một kiếm đẩy lui Long Phi Vũ đầu vai máu tươi bắn tung tóe, cơ thể hướng xuống đất hung hăng rơi đập xuống dưới. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại lôi đài số 1 bên ngoài. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, vốn cho là nhận được tiên tổ truyền thừa, liền có thể quét ngang hết thảy, nhưng đến đầu tới, lại ngay cả ba hạng đầu cũng không vào đi, chuyện này với hắn đả kích cũng không phải lớn như vậy. Nắm trường thương tay tại run rẩy kịch liệt lấy, hắn khóe mắt, nếu là bình thường, Long Phi Vũ cũng không phải người thua không trả tiền, hết thảy đều cho người ta một loại nhìn rất thoáng cảm giác. Nhưng mà, khi hắn tự mình trải qua thời điểm, mới phát hiện, hắn đối với thắng bại kỳ thực nhìn so với ai khác đều trọng yếu. Ta thua rồi, Long Phi Vũ không chút kiêng kỵ nào vết thương trên người, mặc cho máu tươi chảy xuôi mà ra, cả người đổi phế vô cùng. Hắn một đầu tóc bạc tại hư không loạn vũ, bay lên, cho người ta một loại nổi điên cảm giác, chung quanh hư không đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Phi Vũ, tỉnh lại, lúc này, Long đằng phủ chủ Long Tuyền thanh âm vang lên. Thanh âm bên trong bí mật mang theo một tia thần lực, muốn đem Long Phi Vũ tỉnh lại.
Nhưng mà, thất bại đả kích đối với Long Phi Vũ quá lớn, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lấy, khó mà tiếp thu sự thật này. Từ nhỏ đến lớn, hắn Long Phi Vũ chưa bại một lần, quét ngang hết thảy địch, một đường cơ hồ thông suốt. Cho dù bỏ Long Đằng phủ phúc ấm, hắn Long Phi Vũ cũng coi như là số một số hai thiên tài, nhưng bây giờ, nhưng là thua ở cùng giai tu sĩ trong tay. Sự đả kích này đối với Long Phi Vũ tới nói quá lớn, bất quá Vũ Văn Tiên nắm giữ tinh thần thiên thể, thắng hắn cũng hợp tình hợp lý. Long Phi Vũ khó mà tiếp thu kết cục như vậy, nếu là sinh ra ma chướng, hắn đoán chừng cả một đời cũng đừng hòng đột phá cổ thần cảnh. Đúng vậy a, đối với bọn hắn bực thiên tài này tới nói, thất bại cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là mình khổ sở chính mình một cửa ải kia. Đám người xì xào bàn tán, nhìn thấy Long Phi Vũ bộ dáng, bọn hắn thầm than đáng tiếc. Vũ Văn Tiên cười lạnh liếc mắt nhìn Long Phi Vũ, trong lòng khinh thường nói, mặc dù có chút đáng tiếc không có giết ngươi, nhưng là bây giờ ta phát hiện, nếu là có thể để cho ngươi nổi điên lời nói, trong lòng ta sẽ càng thêm thống khoái. Trương Cuồng nở nụ cười, Vũ Văn Tiên dậm chân bay xuống lôi đài số 1, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Những năm gần đây, Vũ Văn Tiên vẫn giấu kín cùng với chính mình thể chất đặc thù, chính là vì chờ giờ khắc này, chịu đến vạn chúng chú mục, làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Loại cảm giác này, nhưng Vũ Văn Tiên cảm thấy vô cùng có cảm giác thành công, cũng không uổng hắn phí hết tâm tư giấu đến hôm nay. Rơi vào trên khán đài lúc, Vũ Văn Tiên không khỏi cười lạnh nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí, trên người sát ý không thêm bất luận cái gì che giấu. Khiêu khích, đây quả thực là trắng trợn khiêu khích. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, liền nắm giữ hư không thần vương thể Long Phi Vũ vậy mà đều bại, Tiêu Phàm như thế nào Vũ Văn Tiên đối thủ. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững. Nhàn nhạt nhìn Long Phi Vũ một mắt, đạo, Long Phi Vũ, đừng để ta coi không dậy nổi ngươi, ngươi cũng không có thua với Vũ Văn Tiên. Long Phi Vũ toàn thân chấn động, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm ta không có bại. Đám người tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái, Long Phi Vũ đã thua, đây là tất cả mọi người tận mắt thấy, Tiêu Phàm lời này lại là cái gì ý tứ đâu. Vũ Văn Tiên thần sắc lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn làm sao không biết. Tiêu Phàm là muốn làm thấp đi hắn, nâng lên Long Phi Vũ, muốn cho Long Phi Vũ thoát đi cái kia ma chướng. Ngươi chẳng qua là bại bởi Vũ Văn Tiên thể chất thôi. Tiêu Phàm tiếp tục nói, thanh âm bên trong ẩn chứa một tia huyết mạch chi lực, Long Phi Vũ trong cơ thể lực lượng nào đó tựa như nhận lấy cảm ứng. Đồng thời, Long Phi Vũ trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ, uy thế kinh người. Không phải là nói nhảm sao, thể chất vốn chính là một người thiên phú, bại chính là bại. Thiên đô phủ chỗ, Vũ Văn Hầu châm chọc nói. Hắn mặc dù thất bại, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, nhìn thấy Long Phi Vũ thất bại, trong lòng của hắn khó chịu hoàn toàn biến mất. Ngươi yên tâm, ngươi chính là cái tiếp theo, chỉ bất quá ngươi cũng sẽ không còn sống khỏe ri. Vũ Văn Hầu lại nói. Tiêu Phàm nhưng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vũ Văn Hầu một mắt, tựa như hắn Vũ Văn Hầu chỉ là một con ruồi đồng dạng, cái này khiến Vũ Văn Hầu vô cùng tức giận. Tiêu Phàm, đa tạ. Long Phi Vũ tỉnh táo lại, hắn cũng kinh hãi vừa rồi trạng thái của mình, chỉ bất quá vừa nghĩ tới chính mình lấy được tiên tổ truyền thừa, lòng tin của hắn lại tăng nhiều. Dù sao, hắn lấy được Long huyết mây truyền thừa cũng mới chỉ có 3 ngày mà thôi, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được chân chính tinh túy. Đa tạ tiểu hữu, nhìn thấy Long Phi Vũ tỉnh táo lại, Long Tuyền cũng 10 phần cảm kích nhìn Tiêu Phàm. Hắn thật đúng là sợ Long Phi Vũ đắm chìm tại trong thất bại không thể tự kiềm chế. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma, phải biết, Long Phi Vũ nhưng là bọn họ Long Đằng Phủ hy vọng. Tiêu Phàm nhưng là khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, trong lòng của hắn nhưng là rơi vào trầm tư. Tiểu tử, ngươi bây giờ an ủi người khác, qua phía dưới không ai có thể an ủi ngươi. Tráng ma nhắc nhở Tiêu Phàm đạo, hắn thấy, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải Vũ Văn Tiên đối thủ. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, sắc mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng tinh quang. Long Phi Vũ chiến bại, Vũ Văn Tiên cũng thu được trước 3 danh ngạch, kế tiếp 3 hạng đầu cái cuối cùng danh sách, cũng chỉ có tại thi hoàng tử cùng Quý Xuyên bên trong sinh ra. Hai người lên đài, Quý Xuyên không dám có bất kỳ giữ lại, hắn mặc dù nắm giữ cổ hỏa, nhưng đối mặt thế nhưng là thập đại thiên tài bài danh thứ 3 thi hoàng tử. Cuồn cuộn thiên hỏa mãnh liệt mà ra, muốn đốt luyện thi hoàng tử, nóng bỏng khí lãng mãnh liệt tứ phương. Nguyên bản đám người cho là cái này cũng lại là một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, thi hoàng tử quanh thân tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, lại có thể cùng cái kia cổ hỏa chống lại.
Quý Xuyên lúc này sắc mặt đại biến, có thể phi hoàng tử nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, hóa thân sấm sét, toàn lực một quyền đánh phía Quý Xuyên. Quý Xuyên mặc dù có thể dùng cổ hỏa áp chế Vũ Văn Hầu, may mắn giành được một thắng, có thể cùng thi hoàng tử chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Huống chi, thi hoàng tử bây giờ đã có thể không chút kiêng kỵ phát huy toàn lực, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì giữ lại. Oanh một tiếng vang dội, thi hoàng tử một quyền hung hăng đánh vào Quý Xuyên trên thân, Quý Xuyên ứng thanh rơi xuống dưới lôi đài, che ngực lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Đến nước này, có thể có tư cách tiếp tục tại lôi đài số 1 chiến đấu, chỉ có 3 người, đó chính là Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên cùng thi hoàng tử. Ba hạng đầu đơn xác định, chiến đấu cũng nghiễm nhiên không sai biệt lắm đến rồi hồi cuối, bất quá, ba người cũng không có lập tức quyết chiến, mà là nắm giữ 3 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tại kiến thức Tiêu Phàm cùng kiếm tử, cùng với Vũ Văn Tiên hòa Long Phi Vũ sau khi chiến đấu, mọi người đối với những người khác chiến đấu đã không quá bị cảm. Nếu luận mối về đặc sắc trình độ mà nói, những người kia, tự nhiên xa không phải Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên bọn họ chiến đấu có thể so sánh. Bất quá, mọi người đối với tên thứ nhất vẫn như cũ ôm rất lớn hiếu kỳ. Các ngươi nói, Tiêu Phàm còn có thể tiếp tục thắng lợi sao? Theo ta thấy, quá khó khăn, không nói Vũ Văn Tiên, chính là thi hoàng tử, hắn cũng có thể là không phải là đối thủ, dù sao, thi hoàng tử mặc dù đang thập đại thiên tài xếp hạng vẹn vẹn rớt lại phía sau Long Phi Vũ một cái, nhưng hắn thực lực, chưa hẳn so Long Phi Vũ kém. Coi như có thể thắng thi hoàng tử lại như thế nào, hắn tuyệt đối không thể nào là Vũ Văn Tiên đối thủ, phải biết, Vũ Văn Tiên thế nhưng là nắm giữ tinh thần thiên thể A. Vừa rồi Tiêu Phàm không phải còn nói, Long Phi Vũ chỉ là bại bởi Vũ Văn Tiên thể chất sao, có lẽ, hắn thật sự có khả năng cùng thi hoàng tử cùng Vũ Văn Tiên một trận chiến đâu. Đây chẳng qua là hắn tự rát vàng lên mặt mình mà thôi, muốn chiến thắng Vũ Văn Tiên, nhất định chính là chê cười, mơ mộng háo huyền. Đám người không chút kiêng kỵ nghị luận, phần lớn người rất khó coi Tiêu Phàm, dù là Tiêu Phàm cùng kiếm tử một trận chiến đã chứng minh một chút thực lực. Nhưng kể từ Vũ Văn Tiên hiển lộ ra tinh thần thiên thể sau đó, 89 phần 10 người đều cho rằng giới này thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu tên thứ nhất, cuối cùng chỉ có thể thuộc về Vũ Văn Tiên. Ba canh giờ trước mắt liền qua, Tiêu Phàm vẫn tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Hắn biết Vũ Văn Tiên vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vũ Văn Tiên vậy mà nắm giữ tinh thần thiên thể loại này cực kỳ hiếm thấy mà cường đại thể chất. Ba canh giờ xuống, những thứ khác chiến đấu đã kết thúc, tống ra một cái danh từ. Long Phi Vũ đánh bại kiếm tử cùng Quý Xuyên cuối cùng đoạt được tên thứ tư, cũng tương đương với đại biểu cho Long Đằng Phủ đoạt được này giới thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu tên thứ tư. Đồng thời, kiếm tử đánh bại Quý Xuyên, đoạt được hạng năm, kết quả không được tốt lắm, cũng không tính toán quá xấu, so với lần trước thi đấu, nhưng là lui về phía sau một cái thứ tự. Mà Quý Xuyên thì đại biểu Lửa Hải Tông lấy được hạng 6, so với lần trước thi đấu, nhưng là đi tới hai cái thứ tự, mặc dù ngay cả tục bại mấy trận, nhưng hắn trên mặt đều là ý cười. Đồng dạng, hắn sở thuộc thế lực xếp hạng cũng nhao nhao sinh ra, chỉ còn lại cuối cùng 3 trận tranh tài, quyết định cửu phủ này giới thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu 3 hạng đầu. Đến giờ, lúc này, Lục Kinh Long thanh âm vang lên lần nữa, thần sắc lạnh như băng quét Tiêu Phàm nhất mắt, khóe miệng càng là hiện ra một vòng cười lạnh. Ta bỏ quyền, lại một đường âm thanh vang lên. Bỏ quyền. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là tranh đoạt 3 hạng đầu tốt cơ hội a, lại có bỏ qua quyền. Ánh mắt mọi người nhao nhao dọc theo nguồn thanh âm nhìn lại, nhưng là nhìn thấy thi hoàng tử thần sắc lãnh đạm đứng ở đó, rõ ràng, bỏ quyền đúng là thi hoàng tử. Thi hoàng tử bỏ cuộc, rất nhiều người không thể nào hiểu được thi hoàng tử ý nghĩ. Phải biết, 3 hạng đầu ban thưởng đều là cực kỳ phong phú a, hơn nữa mỗi cái thứ tự ở giữa ban thưởng đều có chênh lệch rất lớn. Hạng nhì ban thưởng chính là tên thứ ba mấy lần có thừa, lại càng không cần phải nói hạng nhất. Theo bọn hắn nghĩ, muốn bỏ quyền, chắc cũng là Tiêu Phàm bỏ quyền a, thi hoàng tử làm sao lại bỏ cuộc đâu. Chẳng lẽ là thi hoàng tử sợ hãi? Rất nhiều người lắc đầu, nhất là thiên thi tông tu sĩ, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng thi hoàng tử đáng sợ, hắn há lại sẽ khiếp chiến. Lục Kinh Long tựa như cũng hơi hơi ngoài ý muốn thi hoàng tử quyết định, bất quá thi hoàng tử đã bỏ cuộc. Hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ là hướng về phía hắc bào lão già kia nhàn nhạt gật đầu một cái. Thi hoàng tử ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm nhất mắt, lập tức quay đầu ngồi ở chỗ ngồi của mình, tựa như đây hết thảy cùng hắn hoàn toàn không liên quan đồng dạng. Thiếu chủ, ngươi như thế nào bỏ cuộc?
Thiên Thi Tông trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Thi Hoàng Tử đạo, rõ ràng bọn hắn cũng không biết Thi Hoàng Tử đột nhiên làm quyết định như vậy. Không bỏ quyền lại như thế nào? Thi Hoàng Tử thần sắc lạnh lùng, ta Thiên Thi Tông khóa trước đệ tam, dưới này cũng là đệ tam, cái này là đủ rồi. Đủ chưa? Trưởng lão kia thiếu chút nữa thì thốt ra, bất quá hắn cũng không dám dễ dàng phản bác Thi Hoàng Tử lời nói. Thi Hoàng Tử ở trên Thiên Thi Tông tu sĩ trước mặt, biểu hiện 10 phần lạnh nhạt, chỉ có chính hắn biết, đây có lẽ là tốt nhất cục diện. Tiêu Phàm kinh khủng hắn biết rõ, thật muốn cùng Tiêu Phàm khai chiến, hắn Thi Hoàng Tử cũng không có nắm chắc thắng lợi. Chủ yếu nhất là hắn còn thiếu nợ Tiêu Phàm nhất một cái nhân tình, đương nhiên, nhân tình này còn chưa đủ nhường Thi Hoàng Tử từ bỏ tranh tài, mà là hắn biết rõ cùng Tiêu Phàm nhất chiến kết cục. Hắn có 60% chắc chắn, cho dù Tiêu Phàm thắng được, cũng có thể nhường Tiêu Phàm cơ thể trọng thương. Nhưng hắn không muốn bỏ đá xuống giếng, có lẽ hắn đã từng là rất muốn giết Tiêu Phàm, thậm chí ước gì đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối, nhưng hắn là một cái người ân oán phân minh. Đến nỗi Vũ Văn Tiên, Thi Hoàng Tử ngược lại là rất hy vọng đánh với hắn một trận, có thể vẫn không có quá tốt cơ hội. Mặt khác, Vũ Văn gia tộc thâm thụ Lục gia coi trọng, nếu là mình kéo sụp đổ Vũ Văn Tiên, đến lúc đó nhường Lục gia nhớ kỹ, Thiên Thi Tông cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Cân nhắc một chút lợi và hại, Thi Hoàng Tử cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ tranh tài, hai bên đều không cần đắc tội. Thi Hoàng Tử bỏ quyền, vậy kế tiếp một trận chiến, chẳng phải là này giới thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu trận chiến cuối cùng. Đám người có người lên tiếng kinh hô. Trận chiến cuối cùng. Đám người cũng nín thở ngưng thần, Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên rốt cuộc phải giao thủ sao? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong, thần sắc mỗi người không giống nhau, bất quá bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ trận đấu này. Này giới thiên thần bảng trận chiến cuối cùng, Tiêu Phàm đối chiến Vũ Văn Tiên. Áo bào đen lão giả thở sâu, ánh mắt lấp lóe một tia phức tạp. Hắn nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến, cái tên này không kinh truyền tiểu tử, vậy mà tới mức độ này, cho dù thua, cũng đủ để danh thủy thiên cổ. Đồng thời, cái kia phức tạp trong con ngươi còn lộ ra một vẻ tiếc nuối. Tiêu huynh, nhìn thấy Tiêu Phàm đứng dậy, Thanh Minh đột nhiên mở miệng nói, người đáp ứng U Vân Phủ ước định đã hoàn thành, cẩn thận. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn tự nhiên biết Thanh Minh trong miệng ước định là cái gì, đó chính là Tiêu Phàm cướp đoạt trước ba, đệ nhất thành liền có thể siêu nhiên bên ngoài, không nhận U Vân cai quản. Mà bây giờ hắn đã hoàn thành ước định này, dù là bỏ quyền, cũng có thể nhường đệ nhất thành siêu nhiên U Vân Phủ bên ngoài. Thanh Minh nói như vậy, chẳng qua là không muốn Tiêu Phàm thụ thương mà thôi, nhưng mà, hắn Tiêu Phàm cũng không phải tùy ý buông tha người, cũng đã tới mức độ này, từ bỏ chẳng phải là thật là đáng tiếc. Công tử cẩn thận, Trọc Thiên Hồng bọn hắn cũng không nhịn được nhắc nhở. Cũng làm cái gì, làm giống như xa nhau một dạng, không phải liền là tinh thần thiên thể sao, tiểu ra một dạng một quyền đánh nổ hắn. Tiêu Phàm tức giận chừng Trọc Thiên Hồng một mắt. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nội tâm nhưng là không có chút nào dám khinh thị Vũ Văn Tiên. Đám người không nghĩ tới, Tiêu Phàm lúc này còn có tâm tình nói giỡn, mấy người còn nghĩ nói cái, Tiêu Phàm nhưng là không tiếp tục để ý, lách mình liền xuất hiện ở lôi đài số một bầu trời. Vũ Văn Tiên xuất hiện ở phía trước, đang một mặt cười âm hiểm nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như hận không thể đem Tiêu Phàm rút gân lột ra đồng dạng. Một cuộc tranh tài cuối cùng, bắt đầu, áo bào đen lão giả tuyên bố bắt đầu tranh tài. Liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy, hắn cũng không muốn tai bay vạ gió, trình độ này chiến đấu, đã đủ để uy hiếp được hắn. Áo bào đen lão giả thoại âm rơi xuống, cũng liền mang ý nghĩa, thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên hai người ai cũng không có xuất thủ trước, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương, tựa như đang đợi cái gì. Bất quá, lôi đài số một phía trên, hai cố cường đại khí thế đã đụng vào nhau, sóng gió cuồn cuộn không thôi. Tiểu tử, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Vũ Văn Tiên thần sắc lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn đối với Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương. Nếu có cơ hội lập tức giết chết Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên tuyệt đối sẽ không chút do dự. Một cái thứ nhất đếm ngược thế lực người, vậy mà nhiều lần hỏng hắn Thiên Đô Phủ chuyện tốt, giết hắn Thiên Đô Phủ tu sĩ, nếu không phải kiêng kỵ Thiên Vũ Thần Sơn thế lực khác, Vũ Văn Tiên như thế nào có thể nhường Tiêu Phàm sống đến bây giờ đâu. Tại Vũ Văn Tiên xem ra, cùng Tiêu Phàm giao thủ, cũng là một loại sự vũ nhục đối với hắn. Cái trước theo ta nói như vậy, bây giờ đoán chừng liền xương cốt cũng không tìm tới. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Hắn cũng không sợ Vũ Văn Tiên, chỉ là lo lắng U Vân Phủ mà thôi, bất quá hắn cũng biết,
Vũ Văn Tiên là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Thậm chí, vô luận thắng bại, Thiên Đô Phủ Đô vô cùng có khả năng phái người đi tới U Vân Phủ, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Phải không? Vũ Văn Tiên nhe răng nở nụ cười, hắn rất khó chịu Tiêu Phàm ánh mắt nhìn hắn, loại kia bộ dáng tràn đầy tự tin, hẳn là vốn thuộc về hắn Vũ Văn Tiên mới đúng. Vũ Văn Tiên hoàn toàn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm bây giờ còn có cái gì dựa dẫm có thể cùng hắn Vũ Văn Tiên giao đấu, chẳng lẽ liền tinh thần thiên thể, hắn đều không sợ sao? Ngươi quá phí lời, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn chính xác kiêng kỵ tinh thần thiên thể, nhưng mà, kiêng kỵ lại như thế nào đâu, chẳng lẽ Vũ Văn Tiên còn có thể tha thứ chính mình? Nếu như là trước kia, Tiêu Phàm thật đúng là không dám tại nhiều người như vậy mặt giết Vũ Văn Tiên, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm tuyệt đối dám. Đi qua hai cái tháng sau chiến đấu, Tiêu Phàm cũng biết, Thiên Đô Phủ cũng không phải sở hướng vô địch, Long Đằng Phủ, Thiên Thi Tông coi như không bằng Thiên Đô Phủ, cũng xê xích không bao nhiêu. Hơn nữa, Thiên Đô Phủ cũng không dám không chút kiêng kỵ đối với U Vân Phủ ra tay, những thứ này thế lực lớn đều không phải ngồi không. Hừ, Vũ Văn Tiên lạnh rên một tiếng, trên thân ước vạn tinh thần lần nữa hiện lên, lực lượng cuồng bạo triệt để trở nên bạo động, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ đáng sợ nghiền áp chi lực, bất quá, điểm ấy áp lực còn không làm gì được hắn, Tiêu Phàm nhục thân đã đạt đến một cái đáng sợ cấp độ. Bằng vào nhục thân có lẽ còn ngăn cản không nổi trong truyền thuyết tinh thần thiên thể, nhưng đừng quên, Tiêu Phàm cũng có một loại đặc biệt thể chất, đó chính là vô tận chiến thể. Vô tận chiến thể cho dù bây giờ còn không bằng tinh thần thiên thể, nhưng là đã không kém gì thần vương thể bao nhiêu, hơn nữa sẽ không muốn long phi vũ hư không thần vương thể đồng dạng, vừa vặn bị tinh thần thiên thể khắc chế. Tương phản, vô tận chiến thể gặp cường tắc cường, ở nơi này áp lực cực lớn phía dưới, hắn cũng chính là tốc độ trở nên chậm một điểm mà thôi. Tinh thần thiên thể, liền chút sức mạnh này sao? Tiêu Phàm nhe răng nở nụ cười, tại hắn bên ngoài thân, ẩn ẩn hiện lên kim quang nhàn nhạt, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh đến cực điểm. Ta sẽ để cho ngươi chậm rãi lĩnh hội cái gì gọi là tuyệt vọng. Vũ Văn Tiên nhe răng trợn mắt đảo, trên mặt đều là nụ cười tàn nhẫn. Dễ dàng như vậy giết chết Tiêu Phàm, hắn đều cảm thấy tiện nghi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, ác như vậy lời nói hắn nghe nhiều lắm, cuối cùng không phải là thực lực luận cao thấp. Chôn vùi. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu nói, Tu La kiếm phóng ra một đạo kiếm khí màu xám, nghịch tập mà lên, liền hư không đều dường như bị một kiếm này xé ra. Lại là này một kiếm, đám người thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, một kiếm này phía trước thế nhưng là chặn kiếm tử điên cuồng công kích, cuối cùng dẫn đến kiếm tử chịu thua. Có thể tưởng tượng được một kiếm này đáng sợ. Hừ, ta lĩnh ngộ bên trong, ngươi lại như thế nào cũng là phí công. Vũ Văn Tiên lạnh rên một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngàn vạn tinh thần chập chờn, tỏa ra từng đạo rực rỡ gợn sóng năng lượng. Quỷ dị là, tại những cái kia gợn sóng năng lượng khuấy động phía dưới, chôn vùi kiếm khí vậy mà từ từ thôi diệt hầu như không còn, nguyên bản vô cùng sắc bén kiếm khí, vậy mà lộ ra không chịu được như thế nhất kích. Cái này sao có thể? Đám người trợn tròn mắt, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Mạnh như vậy tuyệt một kiếm, cư nhiên bị Vũ Văn Tiên dễ dàng liền chặn, Tiêu Phàm muốn đánh bại Vũ Văn Tiên, nhất định chính là người si nói mộng. Vũ Văn Tiên mạnh như vậy, Thiên Lan Tông tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn, Tiêu Phàm một kiếm này không làm gì được Vũ Văn Tiên, há chẳng phải là nói rõ, kiếm tử cũng không bằng Vũ Văn Tiên. Không phải Vũ Văn Tiên mạnh, mà là tinh thần thiên thể mạnh. Kiếm tử trong mắt tỏa ra tinh quang, lăng lệ như kiếm, đạo, bất quá, cho dù ta thật sự toàn lực ứng phó, cũng không phá nổi tinh thần thiên thể thể chất dị tượng. Thể chất dị tượng có cái này đáng sợ sao? Bên cạnh con cá kinh ngạc nói. Không nên coi thường thể chất đặc thù, huống chi là trong truyền thuyết chín đại cổ thể, cùng giai bên trong, nắm giữ tinh thần thiên thể nhân, đã đứng ở tiên thiên bất bại. Kiếm tử vẻ mặt nghiêm túc đạo. Đây chẳng phải là nói rõ, Tiêu Phàm thua. Một cái khác Thiên Lan Tông tu sĩ nhìn không được mở miệng nói. Không biết, kiếm tử lắc đầu, hít sâu một cái nói, Long Phi Vũ bại mặc dù không oan, nhưng Tiêu Phàm, có lẽ còn có hy vọng thắng lợi. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thật sự mạnh như vậy? Bây giờ, liền Thiên Lan Tông trưởng lão cũng có chút không tin, lúc trước hắn sẽ không minh bạch, vì kiếm tử sẽ chủ động chịu thua. Bất quá nghe kiếm tử khẩu khí, Tiêu Phàm thực lực, vậy mà thật sự không kém gì Vũ Văn Tiên. Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng nắm giữ không kém gì tinh thần thiên thể nghịch thiên thể chất sao? Kiếm tử không nói,
Hắn không biết như thế nào mở miệng, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi, cũng chưa từng nhìn thấu qua Tiêu Phàm chân chính thực lực. Trên lôi đài, Tiêu Phàm thân hình không tính nhanh chóng thối lui, tránh khỏi Vũ Văn Tiên nhiều lần tất sát công kích, thân hình nhìn qua có chút chật vật. Tiêu Phàm, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, cứ như vậy thực lực sao? Vũ Văn Tiên nhìn thấy Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, cười cực kỳ càn rỡ. Hắn một quyền giận oanh mà ra, xông thẳng Tiêu Phàm mặt, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, đồng dạng một quyền nổ tung mà ra, cùng Vũ Văn Tiên quyền cương đụng vào nhau, hư không bị hai người va chạm sinh ra sóng gió cho suýt chút nữa xé mở. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân ảnh giống như lưu tinh bay ngược mà ra, mà Vũ Văn Tiên vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Một màn này, đám người tất cả đều nhìn mắt choáng váng. Nếu như không phải là vì thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu vòng thứ ba, tại không bụi trong cung, ta liền có thể dễ dàng gạt bỏ ngươi, sao có thể để cho ngươi nhảy nhót đến bây giờ. Vũ Văn Tiên cười lạnh liên tục, giống như thiên địa chúa tể đồng dạng. Hắn căn bản vốn không cho Tiêu Phàm cơ hội thở dốc, xuất hiện lần nữa tại Tiêu Phàm trước người, lại là một kiếm chém ra. Thật sự cho rằng trước ngươi một quyền liền có thể chấn thương ta sao? Chỉ ngươi dạng này sâu kiến, ta một cái tay liền có thể bóp chết. Vũ Văn Tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm cương hung mãnh, từ bốn phương tám hướng phong tỏa Tiêu Phàm đường đi, sáng chói kiếm khí, nhưng thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Bây giờ, thiên địa gào thét không chỉ, cơ hồ trong nháy mắt liền bị kiếm khí đầy trời chôn vùi. Công tử, U Vân phủ tu sĩ chỗ, Quân Như Hoan cùng Chọc Thiên Hồng bọn hắn kêu to, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Những người khác rất nhiều thế lực tu sĩ lộ ra bộ dáng nhìn có chút hả hê, như Thiên Đô Phủ, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái tu sĩ, đều là ước gì Tiêu Phàm chết. Không đúng, Tiêu Huynh thực lực coi như không bằng Vũ Văn Tiên, cũng tuyệt đối không có khả năng chênh lệch lớn như vậy. Thanh Minh sắc mặt khó coi lắc lắc đầu nói. Ha ha, Tiêu Phàm, ta sẽ đem ngươi tay chân một đầu khảm xuống, tiếp đó khô máu của ngươi, vì ta Thiên Đô Phủ người đã chết báo thù. Trên lôi đài khoảng không, Vũ Văn Tiên thần sắc lạnh như băng nhìn xem bị kiếm khí chôn vùi Tiêu Phàm đảo. Ngươi nói nhảm thật không phải là vậy nhiều. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy một vòng ánh sáng óng ánh vòng bỗng từ kiếm khí kia bên trong dâng lên, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đó là cái gì? Đám người có người kêu lên sợ hãi, kinh ngạc nhìn xem kiếm khí kia trong biển. Chỉ thấy một vòng màu vàng vòng ánh sáng đang từ từ dâng lên, tựa như một vòng sơ sinh húc nhật đồng dạng, rực rỡ chói mắt. Vũ Văn Tiên tiếng cười đột nhiên ngừng lại, một kích này mặc dù không là của hắn công kích mạnh nhất, nhưng hắn vừa rồi thăm dò ra Tiêu Phàm đại khái thực lực, coi như giết không chết hắn, cũng tuyệt đối có thể trọng thương hắn mới đúng a. Nhưng mà, sự thật cũng không có dựa theo hắn nghĩ phương hướng phát triển, thậm chí hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ thấy kiếm khí kia trong biển, một thân ảnh mờ ảo càng ngày càng rõ ràng, tựa như tại nhàn nhã đi dạo đồng dạng, đỉnh đầu lơ lửng một ngụm vòng ánh sáng, cực kỳ quỷ dị. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm thân ảnh cuối cùng từ kiếm khí trong biển đi ra, thời gian dường như dừng lại tại nơi một sát na. Chỉ thấy Tiêu Phàm áo bào đen ảnh phong phiêu đáng, liền góc áo đều không phá toái mảy may, thần sắc hắn không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là con ngươi đen nhánh kia, nhìn qua mười phần u lãnh. Mọi người chỗ đã thấy vòng ánh sáng không đặc biệt, chính là thần thông thiên phú vô tận động thiên. Vô tận động thiên tản ra nóng bỏng nhiệt độ, những nơi đi qua, hết thảy đều bị đốt luyện thành hư vô, cái kia kiếm khí đầy trời tại ở gần hắn lúc, tất cả đều chống không tan biến mất một cái giống như. Đây là cái gì thủ đoạn, lại có thể ngăn cản kiếm khí? Hỏa diễm vòng ánh sáng, liền xem như cổ hỏa, có vẻ như cũng không có lớn như vậy uy thế a. Khó trách hắn tự tin như vậy. Nguyên lai trước đó còn không phải ranh giới cuối cùng của hắn, kiếm tử chịu thua, đoán chừng đã sớm đoán được đây hết thảy a. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành có chút bất đồng rồi, phía trước bọn hắn cho rằng Tiêu Phàm chắc chắn phải chết, nhưng Tiêu Phàm lần nữa phá vỡ bọn họ nhận thức. Quả nhiên, kiếm tử híp hai mắt, sâu đậm nhìn xem Tiêu Phàm nhất mắt. Là hắn biết kiếm đạo cũng không phải Tiêu Phàm thủ đoạn mạnh nhất, hiện tại xem ra, chính xác như thế, ít nhất cái này hỏa vòng ánh sáng liền cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chung quanh quảng trường trong đám người, có một đạo áo bào đen thân ảnh, cũng là dị thường kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong miệng trầm ngâm nói, đây là cổ hỏa thức tỉnh tiên thiên thần thông, đạo hỏa hỏa lò. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy cái này áo bào đen thân ảnh hình dạng, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì
Này áo bào đen thân ảnh không là người khác, chính là bị hắn giết chết Hỏa Kỳ. Chuẩn xác mà nói, bây giờ Hỏa Kỳ đã không phải là chân chính Hỏa Kỳ, chỉ là chiếm dụng thân thể của hắn mà thôi. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Chốc lát, ánh mắt của mọi người lần nữa bị Tiêu Phàm lời nói hấp dẫn. Trong mắt của ta, ngươi ngôi sao kia thiên thể, hoàn toàn là chuyện Tiếu Lâm. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng lại như sấm âm giống như quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, rất nhiều người không khỏi khóe miệng giật một cái. Điên cuồng. Đây là tất cả mọi người trong đầu trong nháy mắt toát ra chữ. Tinh thần thiên thể, thế nhưng là trong truyền thuyết chín đại cổ thể một trong A, Tiêu Phàm vậy mà nói nó là một cái chê cười. Đây quả thực là đang vũ nhục chư hiền. Rất nhiều người tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá nhưng không thể làm gì. Gia hỏa này, nếu là thật sự có thể đánh bại nắm giữ tinh thần thiên thể Vũ Văn Tiên, thế nhưng là hoàn toàn có thể phong bế miệng của bọn hắn. Nếu như là trước kia, bọn hắn tuyệt đối không tin Tiêu Phàm nắm giữ thực lực như vậy, nhưng là bây giờ, bọn hắn nhưng cũng không dám nữa khinh thường Tiêu Phàm. Cuồng vọng, cho là chỉ dựa vào cái này cổ hỏa liền có thể bảo hộ ngươi Chu Toàn sao? Vũ Văn Tiên gầm thét một tiếng, đột nhiên thu hồi trường kiếm, xòe bàn tay ra. Lật bàn tay một cái, chung quanh hư không lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà tới, hướng về không trung tụ tập. Hô hấp ở giữa, không trung đột nhiên hội tụ ra vô số tia sáng, hóa thành một cái tinh thần đại thủ, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập xuống xuống. Tinh thần tay, đám người quái khiếu, bọn hắn phía trước thế nhưng là được chứng kiến một chiêu này đáng sợ. Mà bây giờ, Vũ Văn Tiên càng là điều động tinh thần thiên thể sức mạnh, thì triển ra thể chất dị tượng, uy năng đem so với phía trước không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Dù là có trận pháp ngăn cản, đám người cũng có thể cảm nhận được cái kia trường cương ẩn chứa bạo tạc tính chất uy lực, Tiêu Phàm có thể dưới một kích này sống sót sao? Muốn sống sót, trừ phi Tiêu Phàm chạy ra lôi đài số 1, bằng không mà nói, cái này là hoàn toàn không thể nào. Tiêu Phàm, gọi ngươi cuồng vọng, một kích này, nhìn ngươi như thế nào kế tiếp? Trên khán đài Vũ Văn Hầu cười lạnh không thôi. Vừa rồi Tiêu Phàm từ cái kia kiếm khí đầy trời trong biển sống sót, nhưng là nhường hắn kinh ngạc vô cùng, nhưng bây giờ, hắn không tin Tiêu Phàm còn có thể ngăn cản được. Nhưng mà, nhường Vũ Văn Hầu suýt chút nữa hộc máu là, Tiêu Phàm nhưng là đứng ở đó không nhúc nhích, hai tay ôm ngực, khinh thường nhìn xem Vũ Văn Tiên đạo, ngươi tin hay không, ta đứng ở chỗ này, để cho ngươi hai tay hai chân, cũng có thể phá vỡ ngươi một chiêu này. Tiêu Phàm trong giọng nói tất cả đều là hí ngược chi sắc, đây vốn là một hồi sinh tử quyết chiến. Nhưng bây giờ xem ra, lại giống như là con nít danh đồng dạng. Tiểu tử này đơn giản điên cuồng không còn giới hạn. Đứng tại Vũ Văn Tiên nhất phương người, tất cả đều tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể Vũ Văn Tiên lập tức một cái tát chụp chết ra hỏa này. Ngôi sao kia tay uy lực cường đại dường nào, như thế nào Tiêu Phàm đứng ở đó liền có thể phá vỡ. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm rất thảm. Vũ Văn Tiên giữ tợn che mặt cho, điều động toàn thân thần lực. Hung hăng một cái tát vỗ xuống. Tinh thần tay mặc dù không là của hắn át chủ bài, nhưng dầu gì cũng là hắn lĩnh ngộ tiên thiên thần thông, tiểu tử này dám miệt thị mình tiên thiên thần thông, chẳng phải là đang miệt thị tinh thần thiên thể. Ầm ầm, tinh thần chi thủ từ cửu tiêu rơi xuống, đem cả tòa lôi đài đều nghiêm nghiêm thật thật bao trùm đi vào. Vũ Văn Tiên mục đích rất đơn giản, coi như giết không chết Tiêu Phàm, cũng phải đem hắn bước ra lôi đài. Khi nhìn đến Tiêu Phàm trên mặt tự tin lúc, Vũ Văn Tiên trong lòng dâng lên một loại bất an cảm giác. Hắn cùng với Tiêu Phàm giao thủ cũng không phải lần một lần hai, mỗi lần cũng là hắn ăn quả đắng, mặc dù đó là tại hắn cố ý có chỗ cất giữ dưới tình huống, nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũ cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Nhất là Tiêu Phàm ra vẻ nhẹ nhõm thời điểm, tuyệt đối là hắn có đầy đủ tự tin đối phó chính mình, điểm này Vũ Văn Tiên tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, hắn cũng tương tự tin tưởng hắn tinh thần thiên thể có thể quét ngang hết thảy. Mắt thấy tinh thần tay mang theo kinh hoàng chi uy đánh rơi xuống xuống, đám người đều khẩn trương tới cực điểm, rất nhiều người nhìn thấy Tiêu Phàm nhất hơi một tí, không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh. Gia hỏa này, chẳng lẽ biết rõ phải chết, đã không phản kháng nữa. Chọc Thiên Hồng cùng Điên Lang bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lạnh nhạt sắc mặt, bọn hắn ngược lại không còn lo lắng, chỉ là bọn hắn không biết, Tiêu Phàm dựa vào cái gì chống được một kích này. Nghịch loạn. Coi như tinh thần tay khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có 10 trượng trở lại khoảng cách lúc, Tiêu Phàm con mắt đột nhiên đã biến thành tinh hồng chi sắc, theo hắn một tiếng quát nhẹ, đầy trời kiếm khí màu đỏ ngòm từ trong mắt của hắn bên trong bắn ra mà ra. Khí tức cuồng bạo mãnh liệt tứ phương, kiếm khí màu đỏ ngòm những nơi đi qua,
hết thảy đều bị chém thành bột mịn, quản ngươi ngôi sao gì tay, tinh thần thiên thể. Liền tinh thần đều có thể chảm bảo, huống chi một loại thủ đoạn thần thông đâu. Đồng thuật, hắn lại còn sẽ đồng thuật, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng đủ để tắc hạ một cái trứng vịt. Bọn hắn biết Tiêu Phàm thủ đoạn khó lường, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm lại còn nắm giữ đồng thuật loại đáng sợ này thủ đoạn. Hơn nữa, Tiêu Phàm ánh mắt kia cũng thực thật là đáng sợ, dường như nhìn một chút, cũng sẽ bị ánh mắt kia chấn nhiếp. Lại là này đồng thuật, thần thiên nghiêu nhìn thấy Tiêu Phàm cặp mắt kia, suýt chút nữa sụi lơ trên mặt đất, hắn còn nhớ rõ, Tiêu Phàm lúc đó chỉ là chiến thần cảnh, thì triển cái này đồng thuật, thế nhưng là chém giết qua mấy cái tiên thần cảnh cường giả. Một cái đồng thuật mà thôi, có cái gì kinh ngạc sao? Chọc Thiên Hồng nhìn xem bốn phía tu sĩ kinh ngạc biểu lộ, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Thính tai từ tu sĩ nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên tụ tập tại Chọc Thiên Hồng trên thân, hận không thể giết chết tiểu tử này. Cho dù là Quân Như Hoan, cũng không nhịn được oan Chọc Thiên Hồng một mắt, đồng thuật, tương đương với tiên thiên thần thông, ngươi nói hắn làm sao không kinh ngạc đâu. Đồng thuật tương đương với tiên thiên thần thông, Chọc Thiên Hồng kinh ngạc, hắn tựa như còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, lập tức khoát khoát tay, không tin nói, ngươi đừng gạt ta, muốn chiếu ngươi nói như vậy, công tử chẳng phải là nắm giữ mấy loại tiên thiên thần thông. Chọc Thiên Hồng thoại âm rơi xuống, bốn phía tu sĩ quét Chọc Thiên Hồng một mắt, sau đó như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn đều ở đây tiêu hóa Chọc Thiên Hồng phía sau câu nói kia. Quân Như Hoan cũng là kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, công tử nắm giữ mấy loại đồng thuật. Đúng vậy a, có vẻ như ba, bốn loại a, có thể càng nhiều, bởi vì ta thấy qua thì có ba, bốn loại. Chọc Thiên Hồng mười phần nghiêm túc gật đầu một cái. Hắn chính xác gặp qua Tiêu Phàm nắm giữ mấy loại đồng thuật, một loại là Tu La Luyện Ngục, một loại là Tử Vong Chi Nhãn, còn có một loại là đồng thuật nghịch loạn. Chỉ là Chọc Thiên Hồng không biết là, đồng thuật vậy mà cũng tương đương với tiên thiên thần thông cái thuyết pháp này. Trước đó hắn cũng không phải tại Thái Cổ Thần Giới chờ qua, nhưng loại thuyết pháp này còn là lần đầu tiên nghe nói, bất qua lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn đi tới Thái Cổ Thần Giới lâu như vậy, quả thật rất ít nhìn thấy nắm giữ đồng thuật người. Ba, bốn loại, đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái, như nhìn quái vật nhìn phía xa Tiêu Phàm. Ầm ầm, tiếng va chạm to lớn không ngừng vang lên, nghịch loạn chi đồng nở rộ nghịch loạn chi kiếm, xé nát hết thảy, thế như trẻ tre, tinh thần tay tuy mạnh, nhưng là bị nghịch loạn chi đồng chạm nổ tung tới. Tiêu Phàm tâm bên trong cũng là hơi hơi kinh ngạc, nghịch loạn chi đồng uy lực hắn biết rõ, đoán chừng chém giết cổ thần cảnh trung kỳ không phải nói chơi, có thể cư nhiên bị Vũ Văn Tiên chặn lại. Quả nhiên không hổ là chín đại cổ thể a, cái này tiên thiên thần thông, quá mạnh mẽ. Tiêu Phàm thầm than, Vũ Văn Tiên thực lực, so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Phía trước hắn cùng với Vũ Văn Tiên mấy lần giao thủ, vốn cho là muốn chiến thắng Vũ Văn Tiên sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng mà sự thật lại cũng không phải là đơn giản như vậy. Muốn thắng hắn, còn phải tới gần hắn, chém giết gần người, nếu không cách nào anh mở lĩnh vực của hắn, muốn bại hắn, rất khó. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng lại. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần Du bước, cực tốc hướng về Vũ Văn Tiên phóng đi. Vũ Văn Tiên nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà thật sự không ra tay liền phá vỡ hắn tạo thành tay, hơn nữa một điểm thí sự cũng không có, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lập tức hắn giơ tay liền lại kết liễu một cái pháp ấn đánh ra, hư không run rẩy kịch liệt, sau đó ánh sao đầy trời hóa thành thiên thạch hướng về Tiêu Phàm rơi đập xuống. Tinh vẫn. Theo một tiếng quát nhẹ, những cái kia tinh quang vậy mà nhanh chóng biến lớn, mang theo uy áp kinh khủng đánh tới, lít nha lít nhít, trải rộng mỗi một tấc không gian. Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ khoái tốc trốn tránh, bây giờ Thái Huyền Thần Du bước đã tu luyện đến đệ tam trọng, Tiêu Phàm tốc độ không giống như cổ thần cảnh hậu kỳ yếu bao nhiêu. Một khi đột phá cổ thần cảnh, đoán chừng cổ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Thiên rơi, nhìn thấy tinh vẫn không cách nào tổn thương Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên lần nữa đánh ra mấy trưởng, phía trên võ đài, rung động ầm ầm, tựa như từng mảnh thiên vũ sụp đổ xuống. Nghịch loạn chi kiếm. Tiêu Phàm đưa tay vung ra một kiếm, từng đạo chớp lóe tại hư không hiện lên, nghịch tập mà lên, tựa như thiên địa sơ khai tia sáng đồng dạng, đón lấy đáng sợ kia sụp đổ chi lực. Hư không bạo hưởng liên tục, kiếm khí cùng bầu trời kia tất cả đều nổ tung, lực lượng cuồng bạo điên cuồng phá hủy bốn phía, lôi đài trận pháp sớm đã khởi động. Nhưng đã lúc sáng lúc tối, tùy thời đều có thể bảo toái ra. Trận pháp đều gánh không được. Đám người kinh ngạc nhìn xem hai người,
Tiêu Phàm mang cho bọn hắn kinh ngạc một lần so một lần đại. Tại Vu Văn Tiên bại lộ tinh thần thiên thể toàn bộ lực lượng phía dưới, Tiêu Phàm lại còn có thể ngạnh kháng, thực lực như vậy, thật là đáng sợ. Phải thừa dịp tên tiểu quỷ này còn không tính quá mạnh thời điểm giết hắn, bằng không tương lai chờ hắn trưởng thành, xui xẻo có thể là ta Thiên Võ Thần Núi. Lục Kinh Long đứng lơ lửng trên không, trong mắt lóe lên vẻ ác liệt chi sắc. Loại cảm giác này tại Lục Kinh Long trong lòng càng ngày càng cường thịnh, nếu như là trước kia, nói một cái tam lưu thế lực người có thể uy hiếp được hắn lục gia địa vị, Lục Kinh Long chỉ có thể khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm liền cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, kẻ này, nhất định không thể trưởng thành. Huống chi, hắn còn có thể là Tử Vũ Thần Vương truyền thừa giả, nếu như bị Tử Vũ Thần Vương bọn hắn nhất mạch kia biết, muốn giết hắn đoán chừng thì càng khó khăn. Lục Kinh Long ngưng thanh đạo. Tiêu Phàm thi triển ra tán kiếm ánh sáng, không chỉ có riêng chỉ có kiếm tử nhìn ra, còn có một vài người cũng nhận ra một chiêu này. Chỉ bất quá Tiêu Phàm là Tử Vũ Thần Vương truyền thừa giả tin tức vẫn chỉ là số ít người biết mà thôi, cái này cũng là Lục Kinh Long phong tỏa tin tức kết quả. Bằng không mà nói, thế lực khác tu sĩ như thế nào dám không nhìn Tiêu Phàm đâu. Thần Vương truyền thừa, thế nhưng là rất nhiều người nằm mộng cũng muốn lấy được a. Lục Kinh Long ánh mắt lại rơi vào trắng trên ma thân, trong lòng tính toán đạo có cái này pét tại, muốn giết hắn rất khó, còn tốt lần này nhị thúc tự mình tới, cùng ta liên thủ, nghĩ đến giết chết hắn cũng không khó. Tiêu Phàm tự nhiên không biết, Lục Kinh Long cũng tại suy nghĩ đánh hắn chủ ý, hơn nữa động quyết tâm phải giết. Bây giờ, Tiêu Phàm không ngừng tại hướng Vu Văn Tiên tới gần, khoảng cách Vu Văn Tiên đã chỉ có mấy chục trượng khoảng cách, nhưng là chính là chỗ này mấy chục trượng khoảng cách, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực thực lớn, hành động càng ngày càng khó khăn. Tinh thần thiên thể, chính xác bất phàm, so hư không thần vương thể càng đáng sợ hơn, liền hư không đều có thể đóng băng. Muốn tới gần ta, bằng ngươi còn chưa đủ. Vũ Văn Tiên nhìn ra Tiêu Phàm dự định, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Quanh người hắn chính là thế giới của hắn, ngàn vạn tinh thần nghiền ép, cho dù cổ thần cảnh hậu kỳ, đều chưa hẳn có thể làm đến, huống chi Tiêu Phàm đâu. Tiêu Phàm không nói, trong cơ thể hắn vô tận chiến huyết sôi trào, vô tận động thiên đốt cháy hư không, những ngôi sao kia quang vũ toàn bộ bị vô tận động thiên đốt luyện. Nhưng mà, cái này quang vũ nhiều lắm, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Vậy cũng chưa chắc, Tiêu Phàm nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, sau đó lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái vòng xoáy màu đen từ ngón tay hắn nhảy bén nở rộ. Vòng xoáy màu đen nhanh chóng phóng đại, hướng về bốn phía khuếch tán, một màn này tới quá nhanh, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt sự tình mà thôi. Ân, Vũ Văn Tiên con ngươi hơi hơi co rút, hắn phát hiện mình trong nháy mắt đưa thân vào vô tận hắc ám bên trong, đáng sợ lực xoắn bao phủ hắn. Tán quang, Tiêu Phàm nhất âm thanh quát nhẹ, mấy chục trượng khoảng cách trong nháy mắt giống như không có gì. Phù một tiếng, Vũ Văn Tiên đầu vai đẫm máu, trong mắt vừa sợ vừa giận, ngươi vừa mới lại là tại mất cảm giác ta. Vũ Văn Tiên nơi nào vẫn không rõ, Tiêu Phàm phía trước cố ý lộ ra gian khổ chi sắc, chẳng qua là sáng tạo cái này một cái cơ hội đánh lén mà thôi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không để ý tới hắn, cơ thể lấn người mà tiến, liên tục chém ra vài kiếm, từ Vũ Văn Tiên trên thân xẹt qua, máu tươi bắn tung tóe. Tu La kiếm điên cuồng cắn nuốt Vũ Văn Tiên tiên huyết, hướng về Tiêu Phàm thể nội mãnh liệt mà đi, sau đó bị vô tận chiến huyết luyện hóa. Ngươi rất thích hắn huyết, Tiêu Phàm nhìn xem tỏa ra máu tím sắc quang mang Tu La kiếm, nhếch miệng nở nụ cười. Hắn không thể không thừa nhận, Vũ Văn Tiên cường đại, nhưng hắn Tiêu Phàm tu luyện đến bây giờ, đều là từng bước giết đi lên, trong mắt hắn, mặc kệ cái gì thể chất, đều cần tự thân cường đại. Tiêu Phàm trong đầu một mực rõ ràng nhớ ký túy ông trước khi chết nói với hắn lời nói, mọi loại thủ đoạn đều là ngoại vật, chỉ có tự thân cường đại, mới là căn bản. Theo Vũ Văn Tiên máu kia mạch chi lực bị vô tận chiến huyết luyện hóa, Tiêu Phàm rõ ràng phát hiện, vô tận chiến huyết bên trong, vậy mà cũng bắt đầu tỏa ra một chút tia sáng, cùng tinh thần thiên thể lờ mờ có chút giống. Ta nếu là rút máu của hắn, vô tận chiến huyết phải chăng về sau cũng nắm giữ tinh thần thiên thể huyết mạch đặc tính đâu? Tiêu Phàm tâm bên trong trầm tư. Hắn đột nhiên phát hiện, trong thời gian ngắn không đánh bại được Vũ Văn Tiên, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Coi như mình thất bại, đến lúc đó cũng có thể nhường vô tận chiến huyết luyện hóa Vũ Văn Tiên không thiếu tiên huyết, đợi một thời gian, vô tận chiến huyết cũng sẽ trở nên càng cường hãn hơn. Giết, nghĩ tới đây, Tiêu Phàm nhe răng nở nụ cười, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, trong tay Tu La kiếm trở nên càng thêm lăng lệ. Vũ Văn Tiên nhanh chóng trốn tránh,
Trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm, Tiêu Phàm thần thông ngự, gắt gao phong bế tứ phương không gian, đem cả tòa lôi đài bao phủ ở bên trong. Cũng không phải Vũ Văn Tiên trốn không thoát Tiêu Phàm thần thông phạm vi, mà là hắn một khi chạy ra, vậy tất nhiên liền đã xuất hiện ở ngoài lôi đài. Chạy ra ở ngoài lôi đài, cũng liền tương đương với thất bại, đây không phải hắn muốn kết quả. Tiểu tử, nếu không phải chiến trường này quá nhỏ, ngươi lại như thế nào làm gì được ta? Vũ Văn Tiên gầm thét, hắn bạch bào cũng đã lây dính không thiếu tiên huyết. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn vẫn lần thứ nhất chịu thương nặng như vậy, nhường hắn phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như không phải cái lôi đài này quá nhỏ, hắn như thế nào có thể bị động như thế? Trước ngươi không phải cũng là dạng này đối phó Long Phi Vũ sao? Nếu không như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể dễ dàng đã thắng được hắn? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Chiến đấu cũng không chỉ dựa vào cá nhân thực lực, cũng đồng dạng xem trọng thiên thời địa lợi, còn có trí tuệ. Vũ Văn Tiên dùng tinh thần thiên thể lĩnh vực sức mạnh áp chế Long Phi Vũ. Hiện tại hắn Tiêu Phàm, lại như thế nào không thể dùng thần thông ngự vây khốn hắn đâu? Vũ Văn Tiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng là không phản bác được, chỉ có thể hừ lạnh nói, tiên thiên thần thông đối tự thân tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ít nhất kiên trì đến ngươi máu tươi chảy làm mới thôi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Thần thông ngự tiêu hao chính xác rất lớn, nhưng Tiêu Phàm thần lực hùng hậu như hãn hải, há lại sẽ thời gian ngắn liền tiêu hao hết. Trong chiến đấu, Tiêu Phàm không sợ nhất chính là, cùng giai tu sĩ cùng hắn so đấu thần lực. Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ ác liệt, trong lòng lạnh giọng nói, không thể tiếp tục như vậy, muốn giết hắn, chỉ có thể thi triển một kích kia. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Tiên thở sâu, lại là một chiêu tinh thần tay nhô ra, đáng sợ trưởng cương quét ngang tứ phương, liền thần thông ngự lực xoắn đều bảo tán mở ra. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiếp chém ra vài kiếm, nhưng vẫn như cũ bị cái kia trưởng cương oanh trúng, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ sôi trào không chỉ, trong miệng tràn ra một tia tiên huyết. Bất quá, hắn căn bản không có bất luận cái gì đổi phế chi sắc, ngược lại càng chiến càng mạnh, chiến ý càng ngày càng cường thịnh đứng lên. Điểm này, Tiêu Phàm mình cũng không biết, vô tận chiến thể, vốn chính là trong chiến đấu ma luyện, chỉ có kinh lịch sinh tử chiến đấu, mới có thể để cho vô tận chiến thể nhanh nhất thuế biến. Loại kia hấp thu khác huyết mạch, ngưng luyện khác huyết mạch sức mạnh, chỉ là một loại mưu lợi chi lộ mà thôi. Ngoại giới, đám người đã khó mà bắt được trên lôi đài trống không hết thảy. Dù là cổ thần cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Bực này chiến đấu, tại sao ta cảm giác không giống như là thiên thần cảnh tột cùng chiến đấu, ngược lại giống như là cổ thần cảnh tột cùng chiến đấu a? Thiên thần cảnh tu vi, vậy mà nắm trong tay mấy loại thần thông chi lực, hơn nữa còn có không thiếu tiên thiên thần thông, quả thực đáng sợ. Cho dù cổ thần cảnh cường giả, cũng chưa chắc nắm giữ tay của hai người đoạn, hai người này tương lai như trưởng thành, tuyệt đối là phong hầu bái tướng người. Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bọn hắn cũng không còn dám khinh thường Tiêu Phàm. Một cái tam lưu thế lực tiểu tử, lại có thể cùng nắm giữ chín đại cổ thể tinh thần thiên thể Vũ Văn Tiên chiến đấu đến mức này, bọn hắn còn có cái gì tư cách khinh thường hắn đâu. Nếu như bọn hắn biết, bây giờ Tiêu Phàm đang đè Vũ Văn Tiên đánh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiểu tử này so với ta tưởng tượng mạnh a. Trắng ma cũng không nhịn được thở dài một hơi, trong mắt của hắn nhìn chòng chọc vào không trung. Muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn thấu đồng dạng. Phía trên võ đài không gian hắc ám bên trong, Vũ Văn Tiên lau đi khóe miệng tiên huyết, huyết bảo trong gió phiêu động, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử, thực lực của ngươi ngược lại là vượt qua ý của ta bên ngoài, bất quá, đây càng để cho ta động giết chính là ngươi quyết tâm. Tại hắn quanh thân, đột nhiên tinh quang vạn trượng, lại đem thần thông ngự sức mạnh cho ngăn cản bên ngoài, hắn tóc dài phiêu động, giống như tinh không chúa tể, quan sát thương sinh. Nói nhảm nhiều quá, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi khí tức, vội vàng thu hồi thần thông ngự, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Tiên. Theo thần thông ngự tiêu thất, mọi người cũng trong nháy mắt có thể thấy rõ ràng trên lôi đài hết thảy, khi bọn hắn nhìn thấy Vũ Văn Tiên vậy mà toàn thân nhuốm máu lúc, tất cả mọi người đều cảm giác tê cả da đầu. Vũ Văn Tiên vậy mà bị thương. Trái lại Tiêu Phàm, lại vẻn vẹn khóe miệng đổ máu mà thôi, cả hai lập tức phân cao thấp. Rất nhiều người lộ ra vẻ phức tạp, Tiêu Phàm địch nhân, càng là sát cơ nở rộ, vô luận như thế nào, cũng không thể nhường Tiêu Phàm tiếp tục trưởng thành. Hắn lại đem Vũ Văn Tiên đánh bại, Long Đằng phủ chỗ ở trên khán đài, Long Ngữ Yên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời khó mà tin được.
Chúng ta vẫn là quá xem thường hắn. Long Phi Vũ khẽ cười khổ, bất quá, bây giờ lời thắng, còn vì thời thượng sớm. Chẳng lẽ Vũ Văn Tiên còn có thủ đoạn khác? Long Ngữ Yên không tin nói. Mặc dù ta không biết Vũ Văn Tiên phải chăng còn có thủ đoạn khác, nhưng hắn người này, tâm cơ thâm trầm, không đến cuối cùng, vĩnh viễn sẽ không bại lộ lá bài tẩy của mình. Long Phi Vũ trong mắt thất bại chi sắc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại kiên nghị. Có thể đem ta bị thương thành dạng này, ngươi đã đáng giá kiêu ngạo. Vũ Văn Tiên từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, trong tay của hắn nâng một thanh trường kiếm, mỗi đi một bước, khí thế đều tăng cường mấy phần. Là ngươi quá tự cho là đúng, thường người ta cũng không cảm thấy thế nào kiêu ngạo, nếu như có thể giết ngươi, có lẽ có thể để cho ta cao hứng một hồi. Tiêu Phàm con ngươi đen nhánh hiện ra lãnh quang. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm tâm bên trong nhưng là đề phòng tới cực điểm, loại kia khí thế nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm thân hình lần nữa động, vô tận động thiên huyền không, nóng bỏng khí lãng mãnh liệt tứ phương, một đợt mạnh hơn một đợt, tại hư không sôi trào. Đồng thời, trong tay hắn Tu La kiếm liên tục chém ra mấy kiếm, nghịch loạn chi kiếm, chôn vùi chi kiếm, sinh tử thế giới đồng thời hướng về Vũ Văn Tiên nghiền ép mà đi. Nhưng mà, Vũ Văn Tiên nhưng là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ hướng về Tiêu Phàm đi tới, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm, đạo, bất luận cái gì giấy ruộng, cũng là vô dụng, Tiêu Phàm, nhớ kỹ, người giết người, gọi Vũ Văn Tiên. Hồng hộc. Vừa dứt lời, Vũ Văn Tiên quanh thân không gian ước vạn tinh thần chập chờn, đồng thời trường kiếm trong tay của hắn lăng không chém xuống, lăng lệ chí cực kiếm khí gào thét mà ra. Phi tiên. Vũ Văn Tiên nhàn nhạt phun ra hai chữ, thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Lúc này, cái kia ngàn vạn tinh quang vậy mà hóa thành ước vạn kiếm khí gào thét mà ra, mục tiêu toàn bộ tập trung vào Tiêu Phàm. Tràng diện kia, tình cảnh kia cực kỳ mênh mông, cái kia từng đạo kiếm quang, tựa như từng khỏa lưu tinh xẹt qua bầu trời, tại hư không nâng thật dài quang vĩ, cũng như thiên ngoại phi tiên. Đám người thấy thế, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Dù là Tiêu Phàm tốc độ lại nhanh, cũng không khả năng tránh đi qua, một kích này, Tiêu Phàm như thế nào có thể ngăn cản được. Phốc phốc phốc, Tiêu Phàm chém ra kiếm quang toàn bộ hủy diệt, vô tận động thiên cũng trong nháy mắt dập tắt, nhưng mà cái kia ước vạn kiếm khí cũng không giảm mảy may. Giờ khắc này, Tiêu Phàm đối mặt tựa như không phải một người, mà là một mảnh tinh thần kiếm hải, một mình hắn đối mặt toàn bộ tinh không, lại coi là gì đây? Phốc, một đạo kiếm khí đánh trúng Tiêu Phàm, từ Tiêu Phàm ngực xuyên thể mà qua, mà vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, ngay sau đó lại có vô số kiếm khí xuyên thấu qua thân thể của hắn. Ngàn vạn xuyên tim, không, chuẩn xác mà nói là ước vạn kiếm khí xuyên tim. Vẹn vẹn trước mắt thời gian, Tiêu Phàm liền bị cái kia ước vạn kiếm khí quấy đến nát bấy, cái gì đều không lưu lại, đồng thời nổ tung, còn có dưới chân lôi đài. Đám người tất cả đều bỗng nhiên đứng dậy, hoảng sợ nhìn xem không trung, nơi đó, một cái thanh niên áo bào đỏ ngầu lung lay sắp đổ, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Tiêu Phàm bại. Thật lâu, đám người mới có người lấy lại tinh thần, trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa một màn, bọn hắn thực sự không thể tin được đây hết thảy. Tiêu Phàm không phải đem Vũ Văn Tiên đánh toàn thân nhuốm máu sao, như thế nào đột nhiên liền chết đâu. Ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm sẽ bại triệt để như vậy, trả ra đại giới lại là tử vong. Công tử, Điên Lang và Chọc Thiên Hồng mấy người kêu to, hai mắt đỏ bừng, lách mình liền chuẩn bị hướng về lôi đài chỗ bay đi. Trong lòng bọn họ, Tiêu Phàm thế nhưng là chiến vô bất thắng, làm sao có thể thua ở đây. Nhưng mà, không chờ bọn hắn tới gần, một cỗ đại lực liền đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài, nhưng là thanh thương ngăn cản bọn hắn, chiến đấu không có kết thúc, không thể lên đi. Điên Lang và Chọc Thiên Hồng mấy cái trên thân tản ra kinh khủng sát khí, lạnh lùng nhìn xem thanh thương, tựa như muốn liều mạng với hắn đồng dạng. Thanh thương cảm nhận được trên người mấy người sát ý, cũng là một hồi hãi hùng khiếp vía, bất quá vẫn là lắc lắc đầu nói, các ngươi bây giờ đi lên, lại bởi vì vi phạm quy củ bị giết. Tiêu Phàm đối với hắn thanh thương có ân, bây giờ Tiêu Phàm chết, hắn tự nhiên không thể để cho Tiêu Phàm nhân chết ở chỗ này. Chỉ là đối với Tiêu Phàm chết, thanh thương cũng là cực kỳ khó chịu, trong mắt hơi đỏ lên. Cuối cùng chết, Lục Kinh Long khóe miệng cuối cùng hiện lên một nụ cười, vừa mới nhìn thấy Tiêu Phàm thi triển Táng Kiếm Ánh Sáng, bị giết, Tiêu Phàm chi tâm càng ngày càng cường thịnh. Tử Vũ Thần Vương nhất mạch kia, nhưng là bọn họ Lục gia địch nhân, nhìn thấy Tiêu Phàm chết, hắn không rõ thở dài một hơi. Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử,
Kiếm Tử đám người sắc mặt khó coi, bọn họ cùng Tiêu Phàm giao tình không thể nói là thâm hậu bao nhiêu, nhưng bọn hắn đều biết Tiêu Phàm thực lực. Liền Tiêu Phàm đều bị Vũ Văn Tiên giết chết, vậy nếu như bọn hắn đối đầu Vũ Văn Tiên đâu? Tiêu Phàm chết thực sự là đáng tiếc a, nguyên bản ta cho là hắn thực lực bất quá cũng chỉ như vậy, thật không nghĩ đến hắn lại có thể cùng Vũ Văn Tiên chiến đấu đến tầng thứ này. Cuối cùng không phải là chết, nếu như hắn không cuồng vọng, Vũ Văn Tiên cũng sẽ không giết hắn, muốn trách thì trách chính hắn quá coi trời bằng vung. Có ít người, tự nhận là có chút thực lực, nhưng là không biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đám người không chút kiêng kỵ nghị luận, lại bắt đầu quở trách lên Tiêu Phàm tới, cũng không ít người bắt đầu chụp lên Vũ Văn Tiên mông ngựa. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi không nghĩ tới cuối cùng vẫn sẽ chết trong tay ta. Vũ Văn Tiên càn rỡ cười lớn, hắn bây giờ sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng vừa rồi thi triển một kiếm kia, phi tiên, đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Điên lang, Chọc Thiên Hồng cùng Kiếm Tử bọn hắn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem Vũ Văn Tiên, nếu như không phải Thanh Thương ngăn bọn hắn, mấy người đã sớm xông lên. Ta chính xác không nghĩ tới. Cũng liền ở nơi này lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Vũ Văn Tiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại nơi, những người khác cũng trợn to hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người tất cả đều hướng về không trung nhìn lại, nhưng là nhìn thấy, Vũ Văn Tiên sau lưng, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đó là một cái đen y thanh niên, áo bào đen đón gió phiêu đáng, hai tay phụ lập, thần tình lạnh nhạt nhìn xem Vũ Văn Tiên, như cùng ở tại nhìn một con kiến hôi. Tiêu Phàm. Hắn không chết. Làm sao có thể, hắn không phải là bị xé thành phấn vụn sao? Đám người lên tiếng kinh hô, bất khả tư nghị nhìn xem cái kia đen y thanh niên, đen y thanh niên không là người khác, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trường bào bể nát không thiếu, ngực còn dính nhuộm một chút xíu vết máu, đó là một đạo kiếm khí xuyên tim sở trí. Mặc dù hắn không có bị vạn kiếm xuyên tim, nhưng là bị một đạo kiếm khí đánh trúng, tại nơi ức vạn kiếm khí chém tới lúc, Tiêu Phàm nhất bắt đầu còn ôm ngạnh kháng ý nghĩ. Nhưng khi bị một kiếm đánh trúng sau đó, Tiêu Phàm biết, mình coi như có thể sống sót, cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Cho nên, Tiêu Phàm không chút do dự tiến nhập trong trời đất nhỏ bé, tiểu thiên địa mặc dù phá toái không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ có thể ngăn cản những kiếm khí này. Bất quá, Tiêu Phàm không nghĩ tới, Vũ Văn Tiên một kích này quá mức đáng sợ, nguyên bản là phá toái không chịu nổi tiểu thiên địa, vậy mà lần nữa sụp ra, cũng không còn đường lùi. Nhưng mà, một kích này Tiêu Phàm rốt cục vẫn là tránh khỏi. Về phần hắn ngực thương thế, với hắn mà nói không phải là cái gì, lấy hắn cường hãn sức khôi phục, chỉ một lát sau liền khôi phục bình thường. Tại hắn nhục thân đi qua màu xanh thẳm mệnh thạch tẩy lễ sau đó, cho dù cổ thần cảnh, cũng chưa chắc có thể có được giống như hắn sức khôi phục. Vũ Văn Tiên chật vật quay đầu, kinh hãi nhìn xem sau lưng Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, ngươi vậy mà không chết. Ngươi rất ước gì ta chết sao? Tiêu Phàm nhe răng nở nụ cười. Thoại âm rơi xuống. Trong tay Tu La kiếm thổi phù một tiếng đâm vào Vũ Văn Tiên thể nội, bắt đầu điên cuồng rút ra Vũ Văn Tiên huyết dịch trong cơ thể. Ngươi, Vũ Văn Tiên sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm cũng dám giết hắn. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Thiên Đô phủ một trưởng lão tức giận gào thét, không muốn sống đồng dạng hướng về lôi đài số một xông lên đi. Tiến lên nữa một bước, Vũ Văn Tiên chết, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn lên trời đều phủ trưởng lão, trường kiếm lại dùng sức giảo động một chút. Đau Vũ Văn Tiên nhe răng trợn mắt. Thiên Đô phủ trưởng lão bỗng nhiên ngừng thân hình, mặt như băng xương, đằng đằng sát khí đạo, ngươi lại động hắn một sợi lông, ngươi sẽ chết không nơi táng thân, còn có ngươi sau lưng gia tộc, thế lực, toàn bộ sẽ bị tiêu diệt. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm Tu La kiếm nhấc lên, thiếu chút nữa thì đem Vũ Văn Tiên cho mở ngực mổ bụng, Tu La kiếm nhưng là không chút nào cất giữ rút ra tinh thần thiên thể huyết mạch chi lực. Nói tiếp a. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ ngoan sắc. Tê tương đương, bốn phía trên khán đài, ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh thỉnh thoảng vang lên, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Tiểu tử này thật đúng là thật to gan, thật chẳng lẽ liền Vũ Văn Tiên cũng dám giết không thành. Thiên Đô phủ trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không dám uy hiếp Tiêu Phàm. Hắn biết, chỉ cần mình nói thêm câu nữa, Tiêu Phàm liền thực có can đảm giết Vũ Văn Tiên, gia hỏa này, thật đúng là cái gì cũng làm đi ra ngoài. Thắng thua trận này lấy phân, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Đột nhiên, trời cao Lục Kinh Long đột nhiên mở miệng nói. Vũ Văn Tiên tương lai nếu là trưởng thành,
Thế nhưng là hắn lục ra một sự giúp đỡ lớn, đương nhiên sẽ không để cho cứ thế mà chết đi. Ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn, lạnh lùng nhìn xem Lục Kinh Long, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cái người điên này phía trước liền dám cùng Lục Kinh Long chiến đấu, bây giờ mắng hắn đều nhẹ. Lục Kinh Long thần sắc lấp lóe không yên, qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người dám như thế mắng hắn, Tiêu Phàm xem như thứ nhất, mấu chốt hắn còn không dám nắm Tiêu Phàm. Uổng cho ngươi vẫn là thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu chủ trì, làm người khác bị Vũ Văn Tiên giết thời điểm, ngươi có từng buông tha một cái rắm. Tiêu Phàm hung tính cũng triệt để bạo phát ra. Nhìn thấy Lục Kinh Long không nói, Tiêu Phàm nhưng không có như thế tính toán bỏ qua cho hắn, phải mắng liền muốn chửi cho sướng miệng, thế giới này, cho tới bây giờ liền không có cái gì công bằng có thể nói. Hắn Tiêu Phàm nếu là thực lực nhỏ yếu, lại sẽ có ai xin tha cho hắn, vừa rồi hắn bị giết chết thời điểm, có chỉ có cười trên nỗi đau của người khác. Vũ Văn Tiên lại như thế nào, không giết hắn, chẳng lẽ Thiên Đô Phủ còn có thể buông tha hắn Tiêu Phàm cái kia sao? Hiển nhiên là không thể nào, đã như vậy, vậy còn không bằng giết hắn, trực tiếp chém tận giết tuyệt. Tiểu tử, ngươi thả hắn, ta Thiên Đô Phủ cùng ngươi ân oán giữa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên Đô Phủ trưởng lão cắn răng nói. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, ngươi thì tính là cái gì, Thiên Đô Phủ ngươi có thể nói bên trên lời nói sao? Ta, Thiên Đô Phủ trưởng lão nhất thời không phản bác được, hắn tại Thiên Đô Phủ mặc dù mang theo chức trưởng lão, nhưng thật đúng là không quản được Thiên Đô Phủ sự tình. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi thả Vũ Văn Tiên, Thiên Đô Phủ tuyệt không ra tay với ngươi. Lục Kinh Long sắc mặt âm trầm nói. Hết tập 155.